Lô các bác nha, nay thì bên shop về cho bác một lô cái dây điện hàng bãi Nhật nhá. Đó. Hàng này thì 100% là hàng Nhật bãi hết các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất tốt luôn. Thì nó sẽ có cho các bác là cả dây nguồn và dây ổ, thì video này em sẽ lên cho các bác là cái dây ổ trước các bác nhá, dây ổ. Dòng này của nó thì 100% là chân dẹt hết nhá, cho nên là về các bác sử dụng thì phải là chân dẹt thì mình mới dùng được các bác nhá. Đó, chân dẹt nhá. Lưu ý các bác vậy. Hàng thì hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và chân của nó là chân dẹt, cho nên là lưu ý các bác là khi mà mình sử dụng thì mình phải dùng chân dẹt. Tại vì hàng của Nhật thì 100% là nó sử dụng chân dẹt hết đây, cũng như con này đây. Chân dẹt mà có thể gập đi được, gập lại được này. Đấy, con này thì dây của nó rất là vừa phải, các bác có thể để mình cắm các loại ổ linh tinh rất là ok nha, để ổ tivi ấy. Đấy, tắt bật rất là ok. Đó. Thì mã đầu tiên là mã số 1 các bác nhá. Mã số 1 các bác lên cho là mã số 1 này. Các bác lên xem là mã số 1 nhá. Mã này thì sẽ là 130.000, số 1 này, 130k nhá. Đấy. Thì các bác cứ lên theo mã cho em, số 1 130.000 các bác này. Đấy, mã này số 1 sẽ là 130.000. Đấy, tiếp theo là mã số 2. Mã này thì nó sẽ có cho các bác là nhiều có 1 2 3 4 4 ổ cắm, 4 công tắc nhá, 4 ổ cắm, 4 công tắc. Tất cả đều bao sống cho bác hết nhá, bao ổ cắm, ổ cắm, công tắc đều sống hết các bác nhá. Đấy, đều sống hết. Đèn lên đỏ đẹp các bác nhá. Đây. Đây nhá, mã số 1 đây nhá. Đấy, công tắc lên các bác này. Đấy, đóng ngắt công tắc lên bình thường nhá. Dòng này thì các bác sử dụng điện 220 bình thường nhá. Đó, sử dụng điện 220 ok. Đó, mã số 1 này. Đấy. Tiếp theo là đến mã số 2 nhá, để em cắm thử cho bác xem này. Đấy. Đây, mã này là mã số 2 này. Đây. Mã số 2 thì dây dài khoảng là từ 2 đến 3 mét nhá, dây dài khoảng 2 đến 3 mét đây. Đấy, tất cả công tắc đều có đèn báo hết nhá. Đấy. Thì đây, thì em sẽ thử cho các bác xem cái mã số 2 này. Mã số 2 này thì giá của nó sẽ là 160.000. Mã số 2 này. Đấy, lên nhà mã số 2 160k nhá. Mã số 2 160.000 các bác nhá. Đấy, lên cho em số 2 160.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã số 3 này. Mã số 3 này thì sẽ là 180.000 nhá. Nó sẽ có là 1 này, 2 này, 1 2 3 4 5 6. 6 ổ cắm luôn các bác nhá. Đây. Mã số 2 này. Đấy, mã số 2 này các bác nhá. Đấy. Tất cả đều đèn đỏ đều lên hết nhá. Đó. Mã số 3 180k nhá. Đấy, mã số 3 này. Mã số 3 180k nhá. 180k thì còn mã số 3 như này. Đấy, đây. Hàng đều là hàng của Nhật thì nó mới có cái chân cắm kiểu chân cắm dẹt như này các bác nhá. Đấy. Hàng nội địa của Nhật thì đều là chân cắm dẹt như này hết. Mã số 3 này. Tiếp theo lên cho bác cái mã số 4 này. Đây. Mã này mã số 4 nhá. Đó, số 4 này. Mã số 4 này thì giá của nó sẽ là 170.000 nhá. Đấy, con này là mã số 4 này, hàng siêu đẹp luôn. Số 4 sẽ là 170k. Đó, con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 4 ổ cắm, 4 công tắc luôn. Đó, 170.000. Đây. Đây con này. Đấy, mã này mã số 4 này. Đấy, công tắc đều lên hết nhá. Ok, ngon lành hết cho các bác nhá. Mã này lên cho em là mã số 4 này. Giá của nó sẽ là 170.000 các bác nhá. 170.000 cho mã số 4 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã số 5 này. Đây. Mã số 5 thì nó sẽ là một con dây con này thì nó sẽ có thêm cho các bác là hai cái cổng USB như này. Cổng USB, cổng máy tính thì con này cái này em không biết là nó còn sử dụng được hay không thì em cũng không nắm rõ được đâu. Đấy thì mã này sẽ là mã số 5 nhá, mã số 5 này. Đó, mã số 5. Đây, dây của nó đây các bác này. Đấy. Mã số 5, giá của nó sẽ là 165k cho con mã số 5 này nhá. 165k cho con mã số 5 này. Đấy. Con này của nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm luôn. Và cái ổ cắm này của nó thì nó sẽ là dòng xoay và hãm như này nhá. Đấy. Các bác xoay thì mới rút ra được. Đấy, còn là các bác ấn vào xoay như này là nó sẽ hãm lại, không rút ra được nhá. Khá là chặt luôn. Đó. Mã số 5, giá sẽ là 165.000. Tiếp theo là lên cho bác cái mã số 6 này. 1 2 3 4 5 6, 6 ổ cắm, 6 công tắc này. Đó. Con này thì giá sẽ là 170.000, mã số 6 này sẽ là 170k nhá. 170k cho mã số 6 như này. Đấy, khá là nhiều ổ cắm và công tắc luôn. Đây. Đấy. Đấy, tất cả ổ cắm công tắc em đều test cho các bác hết nhá, lên ngon lành nhá.
Đấy, ổ cắm công tắc đều lên ngon lành hết, sử dụng điện 220V nhá. Con này thì mã số 6, giá sẽ là 170.000. Đấy. Tiếp theo thì lên cho bác cái con này, mã sẽ là số 7 này, cũng 4 ổ cắm, 4 công tắc luôn, hàng còn khá là đẹp nhá. Đó. Mã số 7. Giá sẽ là 180k. Đấy, số 7 giá sẽ là 180k nhá, 180k là con mã số 7 này. 4 ổ cắm, 4 công tắc, khá là đẹp luôn. Đấy, mã số 7 này. Đấy. Ừ, mã số 7 nhá. Đây. 4 ổ cắm, 4 công tắc nhá. Đó. Con này thì nó sẽ không có đèn báo đâu các nhá. Con này thì sẽ không có đèn báo. Đấy. Sẽ không có đèn báo nhá. Giá sẽ là 180.000. Đó. Tiếp theo, lên cho bác cái mã số 7 rồi. Mã số 8 này. Mã số 8 này. Đấy. Con này là sẽ là mã số 8 này. Số 8 thì giá sẽ là 140.000. Mã số 8 nhá. Giá sẽ là 140k. Đó. 140k cho con mã số 8 như này. Đấy. Dây thì siêu khủng rồi. Dây của nó là rất là to luôn. Con này thì cấp nguồn thì cực kỳ là tốt luôn các bạn. Đấy, dây rất là đẹp luôn. Mã số 8 giá sẽ là 140.000 nhá. Đấy. Tiếp theo thì con mã số 9 này. Mã số 9 150.000. Đó, con này là mã số 9 này. Số 9 sẽ là 150k nhá, 150k. Dây của nó toàn dây nguồn khủng hết này. Đấy, rất là to luôn. Dây 1.8 này. Đấy, nhân 2 nhá. Đấy. 1.8 nhân 2. Quay này. Đấy. Dây rất là to luôn. Con này thì lên mã treo là mã số 9 nhá. Số 9 sẽ là 150k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã số 10 này. Con này thì ổ bằng sắt hết nhá, ổ bằng sắt hết này. Ổ bằng sắt hết, bác nào làm công nghiệp thì cần sử dụng con này thì ok. Đấy, ổ bằng sắt hết rất là nặng luôn. Hàng của Natina con này. Natina. Con này thì cái chân cắm của nó cũng hơi hơi phức tạp một tí. Đấy, nó sẽ chân cắm 3 như này con này. Đấy thì các bác lại phải cắm qua cái ổ 3 mới được. Đấy. Đây. Đấy, nó sẽ có công tắc này các bạn này. Đấy, công tắc lên đèn báo này. Hàng của thương hiệu Natina nhá. Cái này thì vỏ bằng sắt nhá. Vỏ bằng sắt hết này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Natina vỏ bằng sắt như này. Đấy, đèn báo công tắc này. Nó sẽ có 1 2 này, 3 4 này, 5 6 này. Cái này các bác có thể là ốp vào trong để lên tường hoặc là lên các cái vị trí đều ok hết nhá. Nó rất là chắc chắn luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý thôi. Đó. Hàng của Natina, một con này thì sẽ là 1.000 dây thì dây của nó dài tầm khoảng 2 đến 3 mét này. Dây dài khoảng 2 đến 3 mét. Đây. Đấy, rất là ngon luôn. Con này bằng sắt nhá. Con này dùng thì cực kỳ là đã luôn các bạn. Bằng sắt các bác có thể đeo lên. Đeo bên hông hoặc đeo thẳng này. Đấy. Hàng của Natina của Nhật có nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Để em xem con này. Con này thì giá sẽ là 350.000 nhá. Đấy, 350k. Đấy thì mã sẽ là mã số 9, đây là mã số 10 nhá. Mã số 10 sẽ là 350k cho con mã số 10 như này. 350.000. Con này thì hàng bằng sắt cho nên là nó sẽ đắt hơn một chút các nhá. 350.000. Hàng khủng cho bác luôn. Đó. Thì em lên cho các bác là 10 mã. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Đấy. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác chỉ cần bình luận trên video là sẽ có quà các nhá. Đấy, các bác cứ bình luận hai số và trùng với kết quả tổng số miền Bắc là bên em sẽ có quà cho các bác nhá. Đó, bình luận và chia sẻ hai số. Các bác có thể bình luận mỗi video này có thể bình luận được từ 5 đến 10 lần tùy theo các bác nhá. Các bác có thể bình luận 10 lần cũng được. Đấy, bình luận 10 lần, chia sẻ 10 lần. Đấy là tỷ lệ trúng sẽ cao hơn các bác nhá. Rồi ok. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bạn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Một con vòng trầm gỗ như này các bạn, vòng trầm gỗ như này. Thì con này của nó là nó sẽ là một cái loại vòng trầm của thương hiệu trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Con này thì nó đang bán là 1.800.000 các bạn này, 1.800.000. Hàng xuất Nhật bán 1.800.000 nhá. Đấy, trầm hương như này. Đây các bác nhá. Đấy. Và giá thì hôm nay bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Vòng trầm gỗ này đeo vào thì khá là đẹp luôn các bác nhá, khá là đẹp luôn. Và con này thì nó sẽ có cái trầm gỗ như này sẽ giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, tả thông kinh mạch và máu huyết lưu thông nhá. Đấy, điều hòa huyết áp, tả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, lên cho em là vòng trầm gỗ. Vòng trầm gỗ nhá. Con này thì vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ sốc luôn. Đó. Giá của nó chỉ có cho các bác là
50k thôi nhé. Đấy. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp này, vòng trầm gỗ. Vòng trầm gỗ. Vòng trầm gỗ. Đấy. Điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k nhé, 50k trong cái vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp thế này. Đấy, con này thì bên shop bán giá là nhiều rồi. Giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch các nhá. Đấy, hương trầm gỗ tự nhiên. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ rất là dễ chịu nhá. Đấy, gỗ trầm thì các bác biết là gỗ trầm là nó rất là thơm rồi. Đó, hàng của Nhật các nhà hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, và giá thì cực kỳ là tốt, chỉ có 50k thôi. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa Dubai nhá. Đấy, nước hoa Dubai, hàng made in UAE này, nước hoa Dubai, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, made in Dubai các bác này. Đó, made in Dubai. Con này thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5, 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Dòng này của nó thì nó sẽ là thuộc dòng là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết. Cho nên là cái giá nó rất là ưu đãi và nó cũng rất là thơm các bác, rất là thơm. Đấy, và nó sẽ là thuộc dạng là lăn như này con này. Đấy. Thuộc dạng lăn như này coi nhá, các bác chỉ cần xoáy ra lăn này là xong. Đó. Rất là thơm luôn các bác, mùi thơm dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Có tới cho các bác là 5 mùi hương khác nhau, nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, nam nữ đều dùng được cả. Đấy. Thì 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên xem là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một vỉ 5 lọ như này. Tính ra vào chỉ có chưa đến hơn 10.000 một chút thôi, hơn 10.000 một chút cho 12.000, 12.000 cho một lọ nước hoa như này. Khá là rẻ luôn, mùi hương của nó thì cực kỳ thơm và dễ chịu các bác nhá. Đó, made in Dubai các bác này, giá sẽ là 60k. Lên xem là nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai. Đó, đây, made in Dubai các bác nhá. Phải made in Dubai, hàng của UAE các bác này, UAE các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái giá xoay 360 độ nhá. Các bác lên xem là giá xoay 360 độ. Con này thì nó khá là tiện dụng luôn các nhá. Đây một con giá xoay như này. Đấy, các bác có thể rút lên rút xuống này, rút lên rút xuống này. Xoay 360 độ này. Đấy các bác nhá, rất là ngon luôn. Đây là cái lẫy của nó này các bác này. Đấy. Xoay nâng cao lên này, các bác có thể để điện thoại vào đây, đẩy cái lẫy này ra này. Đấy, để điện thoại vào đây khá là ngon luôn nhá. Đây, để điện thoại này. Để như này là để theo kiểu là để nằm này. Các bác có thể để đứng này. Đấy, khá là ngon luôn nhá. Nó có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, các bác có thể hạ tụt lên tụt xuống như này, khá là ngon luôn. Và nó có thể xoay 360 độ như này các bác nhá. Rất là ngon này. Đấy, để điện thoại các bác có thể để mình lướt web rồi mình xem TikTok, xem YouTube rồi các kiểu con này điều luôn nhá. Đấy, lên cho em là giá xoay nhá, các bác lên cho em là giá xoay nhá, rất là gọn gàng luôn. Đấy, các bác gấp gọn như này rất là gọn gàng. Lên mã giúp cho em là giá xoay, giá của nó sẽ là 50k. Đấy, các bác lên cho em là giá xoay nhá. Đó, giá xoay 360 độ này, 360 độ giá của nó sẽ là 50k cho một cái giá xoay như này. Lên cho em là giá xoay. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái van đỏ có nhá. Đấy, đây một con van đỏ cực kỳ chất lượng như này. Ở đây thì nó sẽ chia ra cho các bác làm là hai đường nước này, hai đường nước như này. Đấy các bác nhá, hai đường nước như này các bác này. Đấy, một đường nước, hai đường nước này. Đấy, mỗi đường nước thì sẽ có một vòi nhá, hàng inox 304 nhá, gioăng giếc các thứ đàng hoàng, rất là chuẩn chỉ cho các bác luôn. Đó, inox 304 không bắt nam châm, hai đường nước như này. Đấy, có gen để các bác kết nối vào các cái nguồn nước nhà mình nhá. Đấy, vặn đầu nào xoáy đầu đấy, có gel các bác có thể dùng để tắm nóng lạnh rồi để tắm sen lạnh này, hoặc là dùng để xả làm dây vòi, dùng để làm để vòi tưới cây, vừa xả vừa vòi tưới cây, nói chung là khá là đa di năng luôn. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đó, lên mã giúp cho em là van đỏ nhá, van lên cho em là van đỏ nhá, van đỏ giá sẽ là, các bác lên trên van đỏ giá sẽ là 75k nhá, 75k cho con van đỏ như này. Đấy, lên tên nó là van đỏ, giá sẽ là 75.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy trà bếp nhá. Các bác lên trên là máy trà bếp chạy rất là khỏe luôn các bác. Đấy, có dây sạc và có các cái đầu bông như này để các bác thay thế mình đưa vào mình kỳ cọ rửa rồi đánh chùi rất là vệ sinh luôn. Đấy, lên giúp cho em là máy trà bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con máy trà bếp như này. Giá của nó sẽ là, lên cho em là máy trà bếp nhá. Đó. Máy trà bếp này, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con máy trà bếp như này, 100.000 cho con máy trà bếp như này. Khá là tiện dụng, đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các nhá.
Đấy, các bác có thể dùng để đánh này, thì cọ bếp này. Đấy. Bếp này, toilet này, nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đấy, đánh được hết không nhá. Đấy. Bàn bếp ga này, rồi là thảm này, rồi là các khu vực bếp này. Đấy. Đánh giặt nhà tắm, nhà vệ sinh đều ok hết nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn, 100k cho con máy trả bếp như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái sen quạt tăng áp nhé. Qua lên cho là sen quạt tăng áp, nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu một dây như này, một dây như này về nhà các bác kết nối vào đây cho em. Đấy, cộng với thêm một sen này, một sen như này. Đấy, con này của nó thì giúp cho các bác là đóng ngắt trên tay được luôn nhá. Đấy, thứ nhất là các bác có thể đóng ngắt trên tay rất là tiện dụng này. Đấy, đóng ngắt trên tay này, rồi tăng giảm lượng nước nhé, tăng giảm lượng nước ở đây này. Đấy, rất là ngon luôn. Và nó sẽ có cái cánh quạt này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, hàng cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Con này các bác dùng nóng dùng lạnh thoải mái luôn nhá. Dùng nóng lạnh ok, dây khá là dài. Về nhà các bác kết nối vào cho em là xong. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp này, đó. Sen quạt nhá, lên cho em là sen quạt, nó có cánh quạt mà, sen quạt tăng áp. Sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. 100.000 thôi nhá. Lên cho em là sen quạt tăng áp, giá sẽ là 100k. Đây các bác này, đó, nó sẽ là một cái dòng sen tăng áp như này. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, bây giờ em sẽ test thử luôn, lắp cho các bác cùng một cái vòi sen thường và một con sen tăng áp này. Đấy, khi lắp con tăng áp này vào thì áp lực nước nó tăng rất là tốt luôn mà. Đấy. Các bác có thể dùng để xịt rửa vệ sinh nhà, tắm, toilet, rồi nói chung là các kiểu con này đều luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý các bác nhá. Đấy. Đây, đấy. Vòi sen quạt tăng áp đóng ngắt trên tay được luôn nhá, rất là tiện. Đấy, cánh quạt quay giúp tăng áp lực nước, test trực tiếp cho các bác với nguồn nước luôn. Đây. Khá là ok các bác nhá, khá là ok luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy, lên cho em là sen quạt tăng áp, giá của nó chỉ có 100.000 thôi. Có cả lõi lọc than hoạt tính cho các bác luôn, rất là tiện dụng luôn nhá. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi đèn điều khiển nhá. Đấy. Lên cho em là đuôi đèn này. Đấy, đuôi đèn điều khiển nhá. Đó. Đuôi đèn điều khiển. Nó sẽ có điều khiển từ xa mà, lên cho em là đuôi đèn điều khiển. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đuôi đèn điều khiển như này, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Thì đây. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đuôi và một cái bộ điều khiển như này nhá, một cái đuôi bộ điều khiển như này. Cái này thì nó sẽ là không có pin nhé, không có pin. Về nhà các bác tự lắp cái pin con thỏ nhỏ mà. Đấy, cái này sẽ là không có pin nhé. Đấy, không có pin này. Đấy, không có pin. Đuôi đèn điều khiển này, không có pin. Đấy. Bộ sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đuôi đèn như này và một cái điều khiển như này. Đó, nó sẽ có cho các bác là chế độ tắt bật này, hiện giờ 15 phút. Pin. Đấy, pin đôi pin đấy. Đấy, hiện giờ 15 phút này, 30 phút và 60 phút nhá. Đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem. Đó, thì trước khi sử dụng thì các bác lưu ý là phải lắp pin vào cho em nhá. Đấy. Thì cái này bên em bán là không kèm pin nhá, 80.000 và không kèm pin. Đấy. Các bác mua pin thì bên em bán là 5.000 cho 4 viên pin như này nhá, 5.000 4 viên pin như này. Đấy, các bác có thể mua thêm để mình sử dụng. Đó, còn bên em bán thì hiện tại là nó sẽ không kèm pin cho các bác. Đây, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em. Ok, đấy lắp vào này. Đó. Sau đó thì ở nhà các bác cũng có một cái bóng đuôi bóng như bình thường rồi đó, thì các bác xoáy cho em cái đuôi này vào nhá, xoáy cái đuôi này vào này. Đấy, xoáy cái đuôi này vào cái đuôi bóng đèn nhà mình có sẵn đuôi thì mình xoáy vào, sau đó thì mình xoáy bóng vào đây kia. Đấy, xoáy bóng vào đây nhá, xoáy bóng vào đây này. Đấy, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy. Đấy, các bác xoáy bóng vào sau đó thì mình sử dụng thôi nhá. Đấy. Đấy, thì nó khá là đơn giản thôi các bác. Đấy, xoáy bóng vào là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Ở đây thì mình sẽ công tắc này. Đấy, em sẽ bật lên này, tắt đi này. Đấy, bật lên này, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Hiện giờ 15 phút này. Đấy, hiện giờ 30 phút này, hiện giờ 60 phút này. Đấy, ví dụ như là các bác để ở ngoài cổng này, ví dụ để trước khi đi ngủ thì mình hiện giờ là 60 phút, tức là 1 tiếng sau thì nó sẽ tắt, là ok, 1 tiếng sau nó sẽ tắt này. Đấy, hoặc là các bác có thể là tắt đi này, bật lên này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ là 15 phút này, 30 phút này và 60 phút tùy theo các bác hiện giờ nhé. Tắt đi này, bật lên nó rất là tiện luôn. Đó thì các bác về các bác chỉ cần là kết nối vào cái đuôi đèn có sẵn nhà mình là xong. Đấy, nhà bác nào thì cũng có cái đuôi bóng đèn sẵn rồi, mình về mình xoáy vào là xong nhá. Đấy. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái đuôi và một điều khiển như này. Đấy, một đuôi một điều khiển như này nhá. Đó.
Về nhà thì cái này không có phải khoan khủng các thứ gì cả, các bác chỉ cần kết nối và là xong thôi, chỉ cần là xoáy vào cái đuôi đèn có sẵn thôi, sau đó các bác điều khiển là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em là đuôi đèn điều khiển này, đấy 80k, không kèm pin nhá, không kèm pin cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái tai nghe iPhone nhá. Đấy, tai nghe iPhone, các bác lên cho em là tai nghe iPhone. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ tai nghe iPhone như này, giá của nó sẽ là 140.000. lên cho em là tai nghe iPhone này, đó, tai nghe iPhone không dây nhá, giá sẽ là 140k, giá cực kỳ là rẻ cho các bác luôn, hàng rẻ nhưng đổi lại rất là chất lượng nhá, tai nghe iPhone đó, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đây, lên cho em tai nghe iPhone, giá sẽ là 140.000. khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, còn bác nào mà nhận được cái hàng mà bên em đã bóc giả rồi thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi, hết sức thông cảm thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn nhé. Đó, một con tai nghe iPhone như này, đó, hàng của EarPods Pro nhé, EarPods Pro, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, đấy, đây, bóc ra này, tem mác này, đấy, đây, con này, đấy, Design by in California nhé, hàng của Mỹ nhé, đấy, California này, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho bác là một con tai nghe như này. Một con tai nghe như này các bác nhá, một con tai nghe này, đó. Rất chất lượng luôn, các bác có thể mở ra này. Đấy, nó sẽ có hai cái tai nghe không dây như này, và đây là cái đốc sạc của nó nhá, đốc sạc này. Kèm theo cho các bác nó sẽ là một sợi cáp này, một sợi cáp này về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình này. Và kèm theo nữa nó sẽ là có cho các bác là các cái miếng lót tai như này để các bác có thể thay tháo cho nó phù hợp với cái kích thước tai của mình nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 140.000 thôi. Hàng của hãng là nguyên cái khâu đóng gói là các bác đã thấy cái độ chuẩn chỉ và chất lượng của nó rồi nhá. Đấy, nguyên khâu đóng gói đã chuẩn chỉ chất lượng rồi. Đấy, California, hàng của Mỹ này. Đấy, hàng tai nghe iPhone của Mỹ nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. 140.000 cho con tai nghe iPhone này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop em lại tiếp tục cập nhật một số mã hàng mới. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái con dao vân gỗ nhé. Đấy, con này thì hàng siêu đẹp, siêu chất cho các bác luôn. Đây, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này các bác nhé. Đó, đây, hàng của thương hiệu Seki Japan, made in Japan các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Để em thử test giấy bóng xem nó có cắt được không nhá. Đó, đây. Đây, cắt giấy bóng bình thường nhá, một cái loại giấy bóng dai như này mà còn cắt bình thường. Tức là dao khá là bén. Dao khá là bén các bác nhá. Đó, đây. Đấy, giấy bóng dai. Dòng này nó là giấy bóng dai các bác này, các bác ơi, giấy bóng dai nhá. Giấy bóng dai này thì cái độ dai của nó rất là cao, cho nên là khi mà dao dọc thì nó rất là khó mà dao còn dọc được, tức là nó rất là sắc các bác nhá. Còn đối với giấy bình thường này, đối với giấy bình thường thì nó khá là ngon thôi. Đấy, giấy bình thường như này là khá là ngon thôi nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con dao như này. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Các bác lên cho em là dao vân gỗ, dao vân gỗ. Giá sẽ là 130.000 một con như này. Đó. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ nhá. Đây. Đấy, bo đầu bo đuôi hết này. Hàng bo đầu bo đuôi hết nhá. Đấy. Dài khoảng là 31 cm, hàng Seki Japan, made in Japan cho bác luôn. Đó. Bo đầu bo đuôi nhá. Đấy, dao vân gỗ, lên cho em là dao vân gỗ, giá sẽ là 130.000, quá rẻ luôn. Đó, dao vân gỗ. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k cho một con như này. Đó. Hàng siêu rẻ và chất lượng cho bác luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng. Dao siêu sắc bén, dài là khoảng là 31-32 cm, phần lưỡi này khoảng 20 cm và bản của nó là chiều rộng là khoảng 4 đến 4,5 cm nhá. Đó. Lên cho em là dao vân gỗ, giá của nó sẽ là 130k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn 4-5 con dao, nó sẽ là dòng dao của Kai. Hàng dao của Kai như này các nhá, dao của Kai cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, dao của Kai như này, con này thì dài nó sẽ vào khoảng là gần 40 cm. Đấy, gần 40 cm, đây, hai găng tay các này. Đấy. Chắc cái phần lưỡi này vào khoảng 25-27 cm. Con này thì các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ok nhá. Hàng của Kai Japan này các bác này. Đó, Kai Japan rất chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, Kai này, dao của Kai các bác này. Đó, rất chất lượng nhá. Con này thì cũng khá là bén đấy các bạn, cũng khá là bén luôn, rất bén quá nhá. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê này. Đấy, dao siêu bén luôn các bác nhá. Đó, có thấy không? Đây. Rất là bén luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là
lên mã giúp cho em là dao dao cai nhé, dao cai. Cái này em chỉ còn có 4 con thôi, 1, 2, 3, 4 con. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con dao cai nhé, lên cho em là dao cai. Con này em đang bán là 175.000, hôm nay xuống cho bác giá còn là 160k. Còn 4 con duy nhất nữa bán thanh lý nốt cho bác. Dao cai này, dao cai giá của nó sẽ là 160k. Đó, em đang bán là 175.000. Đấy, xuống cho bác còn 160.000 trong con dao cai như này thôi. Đó, lên theo là dao cai giá sẽ là 160k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn mấy cái gối trúc này nữa, gối gối trúc. Đấy, rất là đẹp luôn. Kích thước của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 50-30 nhá. Lên theo là gối trúc. Con này em đang bán là 100, thanh lý cho bác cái giá còn là 70k cái gối trúc này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là gối trúc, giá của nó sẽ là 70k, có cả ruột giếc đàng hoàng. Ruột của nó là ruột bông nhá, ruột bông. Đấy, mặt bên đằng trước này thì nó sẽ là trúc để các bác gối cho nó êm và nó khỏi bị nóng nhá. Đấy, gối cho nó thoáng mát khỏi bị nóng. Và mặt sau này thì nó sẽ là bằng sợi cốt tông như này thì gối nó rất là êm. Mùa hè thì mình dùng cái mặt trúc này và mùa đông thì mình dùng cái mặt bông này. Và nói chung là các bác có thể tháo ra để mình giặt giũ thoải mái bình thường quá nhá. Đấy, lên cho em là gối trúc giá sẽ là 70k. Còn ba cái nữa thanh lý nốt nhá. Đó, gối trúc này, đó, gối trúc giá sẽ là 70k một chiếc nhá. 70k trong cái gối trúc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô thiết bị vệ sinh, thì nó sẽ là cái các bác lên cho em là cái này, thì các bác lên cho em là củ nóng lạnh. Củ nóng lạnh đúng không? Lên cho em là củ nóng lạnh nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 cho một con củ nóng lạnh như này. Con này thì khá là nặng luôn các bác nhá, khá là nặng luôn. Nó sẽ chia ra làm hai đường nước, một đường nóng, một đường lạnh. Đấy thì các bác có thể dùng để xả nước và dùng để làm vòi hoa sen. Con này thì bên shop bán cái giá này là giá ưu đãi cho các bác nhá. Giá ưu đãi 450k. Đấy, lên cho em là củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Con này riêng các bác nếu các bác ra cửa hàng đại lý mà mua nhá thì người ta không bán cho các bác cái giá dưới là khoảng 700.000 đâu. Lên cho em là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đó. Củ nóng lạnh giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 450k. Và bao ship, tức là tiền ship nó mất 30.000 rồi, còn có 420 thôi. Còn nếu riêng con này các bác ra cửa hàng mà mua nhé, họ sẽ bán cho các bác với giá khoảng là 700.000. 700.000, đấy, các bác không tin thì cứ ra cửa hàng hỏi thử xem. Đây, tất cả đều bằng inox 304 và các phần kết nối của nó đều là bằng đồng hết nhé. Đấy, các phần kết nối đều bằng đồng hết. Còn riêng cái phần thân này của nó thì bằng inox 304 và các phần kết nối bằng đồng hết, có lưới lọc với riêng hẳn hoi. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Nặng đầm tay nhá, nặng đầm tay. Đấy, rất là nặng luôn. Đấy các bạn, đó. Hàng cực kỳ đẹp. Đấy, inox mạ chrome, hàng của Nhật các bác này, Osaka Japan. Đấy. Riêng con này thì giá em bao giá tốt trên thị trường cho các bác luôn. Bình thường nếu các bác ra cửa hàng mà hỏi một cái con nóng lạnh như này, củ nóng lạnh như này sẽ không dưới 700. Đấy, không dưới 700. Nhưng mà riêng bên shop Phạm Huấn thì gửi tới các bác cái giá chỉ có hơn 400k một chút thôi. Tức là rẻ bằng nửa già so với người ta nhá. Đó, lên cho em là củ nóng lạnh này. Đấy, củ này, nóng lạnh này. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450k và bao ship tới tận nhà cho bác luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái bếp ga mini nhá. Bếp ga mini. Đó. Thì 101 là cái này. Bếp ga mini nhá. Con này thì nó khá là tiện dụng để các bác sử dụng trong cái công việc là gọi là sinh hoạt nhá. Đó, sinh hoạt thì mình sẽ dùng để mình đi du lịch, đi chơi hoặc là nói chung là đa di năng được luôn. Đấy. Hàng sẽ là một cái loại hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Các bác biết là hàng của Nhật thì người ta làm nó sẽ là cẩn thận và chắc chắn như nào rồi. Đấy, gấp gọn nhưng nó lại cảm giác nó rất là chắc chắn luôn các nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Các bác có thể đun xoong to thoải mái, đun những cái xoong 5-10 cân cũng ok. Những cái chân chiếc này của nó khá là chắc chắn nhá. Đó. Và cái đầu kết nối này đều bằng đồng hết này. Đầu kết nối đều bằng đồng hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động, đầu kết nối ga này đều bằng đồng hết đây. Đấy, như đầu kết nối ga này bằng đồng hết nhá. Và đánh lửa tự động nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con như này, giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, lên cho em là bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Giá sẽ là 110k cho cái bếp ga mini này các bạn. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho mã theo là bếp ga mini nhá. Bếp ga mini giá sẽ là 110k. Đó, bếp ga mini. Bếp ga mini giá sẽ là 110k. 110k cho con bếp ga mini này nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Giá khá là tốt các bác nhá. Đó, con này thì tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng rồi. Giá rất là hợp lý thôi các bạn. Đấy. Lên cho em là bếp ga mini. Giá sẽ là 110.000 các bạn. 110.000 cho cái con bếp ga mini như này. Đó.
Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái máy đuổi chuột, đuổi côn trùng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ đuổi cho các bác là chuột là thứ nhất này. Đấy, kiến này, dán và côn trùng nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là máy đuổi côn trùng nhá, máy đuổi côn trùng. Con này thì về nhà các bác cắm cho em trực tiếp điện 220V nhá, cắm trực tiếp điện 220V. Đó, đây. Chuyên đuổi côn trùng. Ở đây thì nó sẽ phóng ra một cái tia. Đấy, phóng ra một cái tia để giúp cho cái dạng như là côn trùng, muỗi, kiến, dán nó sẽ bị dị ứng bởi cái tia này và nó sẽ bỏ đi các bác nhá. Đấy, đây. Đây các bác này, đấy. Nó sẽ có cho các bác là chuột là một này. Đấy, dán này, ruồi này rồi côn trùng nhá. Đấy. Các bác lên cho em là máy đuổi côn trùng, máy đuổi côn trùng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Hàng chất lượng và giá thì cực kỳ là tốt nhá. Lên cho em là máy đuổi côn trùng. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V như bình thường. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k nhá. Lên cho em là máy đuổi côn trùng. Đó. Máy đuổi côn trùng. Máy đuổi côn trùng này. Đó. Lên cho em là máy đuổi côn trùng nhá. Đó, máy đuổi côn trùng. Giá sẽ là 40k nhá. 40k trên một chiếc này. Đó, đuổi chuột, đuổi côn trùng. Đấy, đầu tiên nó sẽ là đuổi chuột trước này, sau đó là đến dán rồi ruồi muỗi các nhá. Đó. Giá sẽ là 40k một cái thôi. Rất là hiệu quả luôn, em bán khá là nhiều rồi. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đó. Tiếp theo. Lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhé. Đèn hộp nhôm thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đèn đựng trong hộp nhôm này, một dây đeo này và một cái cáp sạc. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ là hàng đa di năng. Thứ nhất là vừa dùng làm đèn. Đấy, đèn thì nó sẽ có rất là sáng luôn con này. Đấy. Sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, rồi là sáng yếu này. Rồi là đèn đỏ này, cảnh báo này các bác nhá. Đó. Và có thêm chức năng đó là bật lửa này. Bật lửa thì các bác cứ giữ cho cái đèn này nó lên này. Đó thì là cái bật lửa nó sẽ lên. Đó, còn các bác nhấn này nó sẽ tắt này. Đấy. Giữ lì này là cái đèn này sẽ lên này, là lửa nó lên này. Đấy, lửa nó lên đỏ này và nhấn này nó sẽ tắt này. Tức là nó sẽ có hai công tắc, một công tắc đèn và một công tắc bật lửa. Đó, đây. Và nó có cả 5 châm hít luôn nhá. Có cả 5 châm hít luôn. Đây các bác này. Đấy, có cả 5 châm hít luôn. Đây nó hít 5 châm con. Đó. Lên mã giúp cho anh em là đèn hộp nhôm nhá. Bên shop đang gửi tới các bác một con đèn hộp nhôm như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm đó. Đèn hộp nhôm nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho cái con đèn hộp nhôm này thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn, 100.000 cho một chiếc đèn hộp nhôm như này. Đó, 100k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nồi bí nhá, nồi bí. Thì con này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 2 Con này dung tích của nó sẽ là 28 cm và 8 lít các bác nhá. Đấy, đường kính của nó sẽ là 28 cm và dung tích của nó sẽ là 8 lít. Đấy. Khá là to luôn các bác nhá. Đấy. 8 lít trong cái nồi như này. Đấy, 8 lít trong cái nồi như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng này thì khá dày luôn. Đấy. Đầy đủ các cái chi tiết cho các bác như này nhá. Đấy, một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Về nhà thì các bác xoáy nắp, xoáy gioăng vào cho em nhá. Đây. Đấy, phụ kiện các thứ nắp này các bác xoáy nắp vào đây cho em này. Đấy. Rồi quai kiếc nó ở trong hết, về nhà các bác tự xoáy vào thôi. Nó cũng đơn giản, chả có cái gì cả. Đây, nó có cái lẫy lắp quai này, về nhà các bác xoáy ốc, xoáy yếc vào cho em. Là ok rồi, cái này thì nói chung là ai cũng làm được rồi. Tại vì khi đóng gói thì nó để như này cho nó gọn nhá. Và nó sẽ có cho các bác là cái gioăng như này. Hít rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là nồi bí nhá. Đấy, nó hình quả bí như này rất là đẹp này. Con này thì các bác đun bếp ga, bếp từ thoải mái nhá. Đấy, bếp ga, bếp từ thoải mái luôn. Đấy, và bên trong thì nó có tráng đá chống dính luôn. Các bác có thể dùng để luộc một con gà hoặc con vịt to thoải mái luôn. Dung tích của nó sẽ là 8 lít nhé. Đấy, dung tích của nó sẽ là 8 lít. Khá là to đấy các bạn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 8 lít. Và đường kính của nó sẽ là 28 nhé. Đường kính nó là 28. Nắp điếc như này. Có cả nắp, có cả chế độ xả hơi, xả khí luôn. Đó, nó độ hít rất là tốt nhé. Giá bao nhiêu nhỉ? Hả? Hả? Trăm mấy? Các bác lên cho em là nồi bí nhá. Nồi bí giá sẽ là nồi bí ngô, giá sẽ là 150k thôi. Đấy. Nồi bí ngô giá sẽ là 150k. Đấy, lên cho em là nồi bí ngô này. Đó. Nồi bí ngô giá sẽ là 150k cho một chiếc như này. Giá khá rẻ luôn các bác nhá, khá rẻ luôn. Một cái nồi 8 lít như này mà giá có 150.000 thôi. Giá quá ưu đãi cho bác luôn nhá. Đó. Rồi, ok. Kèm các bác là một cái đôi pin như này, một đôi pin như này. Hàng made in Germany các bác này. Đó, made in Germany. Hàng nội địa của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn.
Con này thì cân rất ngon và nó có cái tính năng, đó là tính năng trừ bì các nhá, có tính năng trừ bì cho các bác luôn. Thế nên là các bác dùng thì nó khá là tiện dụng này. Nó sẽ có cho các bác cái tính năng trừ bì nhá. Đây, về nhà các bác lắp pin rồi cho em. Nó sử dụng cái pin phổ thông, đó là pin con thỏ nhỏ cho nên là nó rất là tiện. Về các bác lắp pin thì lưu ý là lắp đúng chiều âm dương cho em là ok thôi. Đó. Và nó sẽ có tính năng trừ bì cho nên là ưu điểm khi các bác buôn bán hoặc bán hàng hoặc là mình sử dụng thì nó rất là ok. Đây. Đấy, khi các bác cân thì để cho em về chế độ là gam nhá. Đấy, nó sẽ có rất nhiều chế độ này. Đấy, mililit này, CT này, đấy, kilogram này. Các bác cứ để cho em về chế độ gam là xong, về chế độ gam đấy. Gam số 0 như này là ok nhá. Đấy, ví dụ em đặt cái cân này lên này. Đặt cái cân này lên thì nó sẽ là bao nhiêu gam này? Đó. Đây, em đặt cái cân này lên thì nó sẽ là 360 gram. Và bây giờ em sẽ bắt đầu trừ bì nhá. Em trừ bì thì em ấn cái số, ấn cái chữ UNT này. Đấy, đây, hoàn đã nhá. Đó. Đây, các bác cho về gam cho em này. Đó, đây. Khi trừ bì thì các bác nhấn cho em 360 gram này. Khi trừ bì các bác nhấn cho em cái nút nguồn này nhá. Nó sẽ về số 0 này. Sau đó thì em bắt đầu em cân cái con cà lê đa năng này xem nó bao nhiêu gram nhá. Đó. Đây. Cân con cà lê đa năng này. Đó, đây các bác này. Đó, đây. Con cà lê đa năng này thì sẽ là 436 gram, tức là con này đã có tính năng trừ bì rồi các bác nhá. Đã có tính năng trừ bì rồi. Đó, đây, bỏ ra này. Bỏ ra thì nó lại về 0 này. Đấy, đặt cái kéo tốp này lên này. Đấy. Con này thì 200 gram tròn nhá, 200 gram tròn. Đấy. Còn khi mà các bác bỏ ra thì nó sẽ là bao nhiêu gram thì nó sẽ là của cái kia. Và mình lại cho về không luôn. Đây, em lại đặt lên nhá. Đấy, lại đặt lên nó rất là ok luôn nhá. Sau đó thì các bác lại lại cho về không như này. Sau đó thì mình lại cân bình thường nhá. Đấy, ok chưa? 200 gram. Đấy, như vậy là hoạt động bình thường không nhá. Đó, hoạt động bình thường. Thì rất đơn giản thôi. Các bác sử dụng cái tính năng trừ bì là xong. Các bác lên cho em là cân 10 nhá, cân 10. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 cho cái cân 10 như này. Đó. Lên cho em là cân 10 này. Đấy, các bác lên cho em là cân 10 nhá. Cân 10, giá của nó sẽ là 160k nhá, 160k cho con cân 10 như này. Đó, 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cân 5 nhá. Đấy, có cân 10 thì sẽ có cân 5. Đấy. Các bác lên cho em là cân 5. Cân 5 con này thì bên em đang bán là 100k. Đợt này về cho bác giá siêu tốt luôn. Giá của nó sẽ là 50k cho một con cân 5 như này nhá. Đó. Xả thanh lý hết cho các bác luôn. Đó. Đây thì con này nó cũng sử dụng pin bình thường. Về nhà các bác lắp pin rồi cho em. Nó cũng được tặng kèm một đôi pin nhá. Tặng kèm một đôi pin như này. Đó. Thì cái này nó để lâu có thể là pin nó hỏng thì các bác có thể là mua pin mới. Tại vì là pin để lâu nó hỏng thì các bác mua pin mới giúp cho em. Đó, mua pin mới giúp cho em nhá. Đó. Đây, đấy các bác lắp pin vào cho em này. Lắp pin vào này. Đó, bật nguồn lên này. Đó, pin này thì nó sẽ hết pin. Cầm cho anh đôi pin nào. Ừ. Đây nha các bác, lắp pin vào là ok nhá. Đấy, nó sẽ có chế độ là gam như này các bác này. Đấy, có chế độ gam như này. Thì khi các bác cân thì đặt thăng bằng lên cho em. Đó. Đây, em sẽ đặt cái cân này lên này. Đặt cái cân này lên thì nó sẽ là đây, đấy, nó sẽ là đây. Thì em đặt cái đĩa này lên cho nó. Đây, đặt cái đĩa này lên nhá. Đấy, cái đĩa này nó sẽ là 57g nhá, 57g. Đấy, bây giờ em lại đặt thử cái máy cạo râu này lên các bác này, đặt thử cái máy cạo râu này lên. Đấy, thì cái máy cạo râu này của nó sẽ là 243g nhá, 243g. Đấy. Thì bây giờ mình phải cho về không trước nhá, cho về không trước, sau đó thì các bác đặt cái máy cạo râu này lên. Này. Đó. Đây, 186g nhá, 186g. Đó. Thì tính năng trừ bì của con này cũng hoạt động bình thường nhá, hoạt động bình thường. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Đây. Đấy. Con này thì nó cũng như con kia thôi, không có khác gì nhau cả. Có cái là cái con này thì cái cân của nó bằng nhựa và nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá, 5 cân. Và cái dung size của nó là cộng trừ 1 gram nhá, cộng trừ 1 gram. Đấy. Đấy thì mặc định của nhà sản xuất như vậy. Các bác lên cho em là cân 5 nhá, cân 5. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k. 50k cho một con cân 5 như này, giá siêu tốt cho bác luôn nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê đa năng. Đấy. Con cà lê đa năng 8 đầu nhá. Đấy, một con cà lê đa năng 8 đầu như này. Đấy. Nó sẽ là một con cà lê như này, hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 8 đầu nhá, 8 đầu như này. Giá thì là 100k. Đấy, một đầu của nó thì nó sẽ là một đầu của nó đầu to này thì sẽ là 14 này. 14 16 17 19, 14 16 17 19 nhá. Đấy, còn đầu bên này thì sẽ là 8 10 8, 10, 11, 13, 8, 10, 11, 13 và 14, 16, 17, 19. Xoay đa di năng luôn, có thể xoay kiểu này hoặc xoay theo hướng các hướng như này. Tùy theo các bác nhé.
và nó sẽ có 8 đầu luôn. 8 đầu này thì sẽ là 8 đầu rất là phổ thông để các bác dùng để sửa chữa xe hoặc là thay dầu thay nhớt được hết nhá. Lên cho em là cà lê đa năng nhá, cà lê đa năng đỏ, cà lê đa năng đỏ nó có cái màu đỏ đây. Đó. Cà lê đa năng đỏ giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cà lê đa năng đỏ này. Cà lê đa năng đỏ giá thì sẽ là 100k nhá, 100k cho con cà lê đa năng đỏ như này, 100.000 thôi, giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo tốp nhá, kéo tốp đây. Đấy. Thì các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái lò xo và kéo cũng cực kỳ chất lượng luôn. Thép SK5 nhá, thép SK5, hàng cực kỳ chất lượng cho bác nhá. Con này chuyên dùng để cắt cây cắt cành này, đấy rồi là nói chung là các bác làm vườn, làm nghề rất là ok. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Đấy. Các bác lên cho em là kéo tốp nhá. Con này cắt cực kỳ là ngon luôn. 50.000 là Phương. 55k nhá. Lên cho em là kéo tốp. Đấy. Các bác lên cho em là kéo tốp nhá. Lên cho em là kéo tốp, giá của nó sẽ là 55k cho một con kéo như này. Hàng cực kỳ chất lượng và giá thì nói chung là giá khá là tốt cho bác luôn. Đó. 55k cho một kéo cắt cành như này. Lên cho em là kéo tốp nhá. Đó. Kéo tốp giá của nó sẽ là 55k. 55k cho một con kéo tốp như này. Đấy, 55.000 cho một con kéo tốp như này nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mic dây của Nhật nhá. Mic dây của Nhật, hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này. Đó, made in Japan từ mic đến dây luôn nhá. Đều là hàng made in Japan nhá. Đó, từ mic đến dây đều là hàng made in Japan hết nhá. Tomahawa made in Japan cho bác. Con này thì dùng cực kỳ là đã luôn. Đây các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần là đậy vào ấn vào này là xong rồi. Đó, ấn vào này là xong. Đó, kết nối rất là ngon nhá. Dây của nó thì siêu mềm luôn, dây thì khoảng từ 4-5 mét nhá, dây siêu mềm cũng đều là dây made in Japan nhá. Đầu mic, đầu miếc cũng đều made in Japan hết, rất là ngon luôn đây các bác này. Đấy. Xoáy ra xoáy vào, rất là ngon luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là mic dây nhá, mic dây hoặc mic karaoke đây. Đầu mic được đột chạm cực kỳ là công phu và tỉ mỉ luôn. Đó, đây các bác này. Đó, đây. Đấy, rất là ngon lành nhá. Đây đầu mic đây các bác này. Đó, đây. Đấy, đột chạm cực kỳ công phu tỉ mỉ chắc chắn luôn. Có logo của hãng hết luôn nhá. Đó, đây logo của hãng này các bác này. Hát cực kỳ là hay. Âm thanh nghe trầm ấm trầm tiếng nhá. Đấy. Chắc tiếng trầm ấm rất là hay. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một cái mic dây như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 250.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho là mic karaoke này. Đó, mic karaoke. Mic karaoke nha. Karaoke hoặc là mic dây giá sẽ là 250k. Và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Một con mic nội địa Nhật như này. Đó, mic Nhật nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kẹp bạt nhá. Kẹp bạt con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, về nhà các bác lắp vào cái bạt của nhà mình ấy, sau đó thì mình kẹp vào như này. Đấy, lắp vào cái bạt sau đó thì mình kẹp vào như này. Kẹp vào như này để khi mà cái bạt nó có lôi ra hay là nó sẽ không gì. Có cả khi mà các bác có thể xỏ dây vào đây hoặc là xỏ dây vào đây cũng được. Đó, nó có hai cái nấc như vậy để các bác xỏ vào. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đó. Các bác chỉ cần ấn vào này xong. Đó. Đấy. Ấn vào. Đấy, mình có thể xỏ dây để mình căng rất thoải mái luôn nhá. Đó, đây. Rất là tiện dụng luôn. Thì bên em bán là 5.000 một chiếc và bên em bán từ 10 chiếc trở lên nhá. Đấy, chứ không bán lẻ. Bán từ 10 chiếc trở lên. Đó. Các bác lên cho em là kẹp bạt nhá. Đấy, lên cho em là kẹp bạt. Em bán là 5k một chiếc và bán từ 10 chiếc trở lên. Đó, lên mã giúp cho em là kẹp bạt nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đó, thì lên cho em là kẹp bạt nhá. Đấy, lên cho em là kẹp bạt này. Đấy, kẹp bạt. Bán từ 5k một cái và 5k một cái và bán từ 10 cái nhá. Bán từ 10 cái, bán từ 10 cái trở lên nhá. Đó, bán từ 10 cái trở lên. Đó, 5k một cái và bán từ 10 cái trở lên nhá. 10 cái là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm chết đây, kìm chết. Hàng của thương hiệu Crossman nhá, hàng thương hiệu Crossman. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Crossman USA đây. Con này bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết như này thôi. Con này thì rất là tiện dụng. Hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng và giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Crossman USA nhá. Kìm của Mỹ cực kỳ là chất lượng và giá thì cũng cực kỳ là tốt luôn. Crossman USA các bác này. Đó, Crossman USA. Con này thì rất là ngon.
và bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, giá siêu hạt rẻ luôn. Trên mã giúp cho em là kìm chết nhá, kìm chết đó, giá thì quá là tốt để gửi tới các bác luôn nhá. Thương hiệu Crotman của Mỹ các bác này, đấy, Crotman USA nhá, giá siêu tốt cho bác luôn. Chỉ có 100k cho con kìm kìm chết thế này các bác này, bấm cực kỳ là ngon luôn đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sen quạt tăng áp nhé. Các bác lên trên là sen quạt tăng áp. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cả sen cả dây luôn, cả sen cả dây như này. Đấy, nó sẽ có một đầu để đóng ngắt này, đấy, đầu đóng ngắt này, đấy, có điều chỉnh tăng to nhỏ này, có đầu đóng ngắt này, đóng ngắt điều chỉnh to nhỏ luôn nhé. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu vòi như này, một cái cánh quạt như này để giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, và đây nó sẽ là đóng đóng ngắt rồi là thu nhỏ trên tay nhé. Và đây nó sẽ có tặng kèm các bác cả dây luôn, cả dây như này, đấy, cả dây như này nữa nhá. Chọn bộ như này, cả sen quạt cả dây như này, giá mới có 100.000 thôi, giá quá là hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp này, sen quạt nó có cánh quạt mà, sen quạt tăng áp, giá thì sẽ là 100k nhá, 100k cho con sen quạt tăng áp như này. Đây, video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá, đây là cái video thực tế luôn nhá. Đấy, bình thường khi mà cùng một nguồn nước mà dùng cái vòi này thì nó rất là yếu này. Đấy, cái vòi thường này rất là yếu, nhưng mà khi cho cái vòi sen quạt tăng áp này vào này. Đấy, nó có cánh quạt này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó. Đấy mà theo. Đấy. Đấy, áp lực nước rất là tốt nhá. Đó. Nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Đấy. Có điều chỉnh đóng ngắt trên tay này rồi các kiểu con đà điểu luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 100k thôi, lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bật lửa điện đây. Các bác lên cho em là bật lửa điện nhá. Con này thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một con bật lửa điện như này. Đấy các bác, bật này nó sẽ lên này. Đó, bật này nó sẽ lên các bác này. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, lửa lên các bác này. Đó, rất là ngon luôn. Con này thì nó có sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật là nó lên thôi, rất là tiện dụng nhá. Đấy, khi các bác bật thì cái này nó xoay này rất là đẹp này. Đó, bật này cái này nó xoay rất là đẹp luôn. Đó, đây. Đấy, rất là đẹp nhá. Đây, rất nhỏ gọn, màu thì màu đồng rất là đẹp luôn, rất là sành điệu nhá. Đấy, trông như một cây tú rất là đẹp luôn. Giá thì sẽ là 80.000 nhá. Các bác lên cho em là bật lửa điện. Đấy, lên cho em là bật lửa điện, giá sẽ là 80k. Đó. Bật lửa điện nhá, tại vì bên em có cả bật lửa ga nữa. Bật lửa điện. Đấy, có mấy mẫu rồi các bác lên đúng tên chưa? Bật lửa điện, giá của nó sẽ là 80k cho con bật lửa điện như này nhá, 80.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chốt cửa tự động nhá. Đây, nó sẽ bao gồm là một cái lẫy và một phần chốt như này. Và một số những cái đinh vít này. Đấy, đây. Đấy, đinh có ốc vít cho bác luôn. Đấy. Thì đây nó sẽ là cái cơ chế như này các bác này. Khi mình mở ra thì nó sẽ như này, là nó sẽ bật ra này, còn khi chốt thì như này nó sẽ sập vào này các bác này. Đấy. Chốt cửa tự động như này. Các bác lắp vào cho em. Giá thì sẽ là 40k cho một em chốt cửa tự động như này nhá. 40.000 cho một em chốt cửa tự động này. Con này thì nó sẽ rất là tiện để các bác dùng để mình chốt cửa cổng rồi chuồng chó, chuồng mèo rồi nói chung tất cả các loại cửa luôn. Đó. Chốt cửa tự động. Rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng nhá. Đây, các bác có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, mình chỉ cần sập vào là xong. Đấy, nó có như này, về mình xoáy ốc vào nhá. Đấy, bắt ốc vào là xong. Đó, có sẵn ốc cho bác rồi. Cửa cánh tủ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi chuồng chó, chuồng mèo, tất cả các loại cửa đều chốt được hết nhá. Cửa cổng rất là ok luôn. Chỉ cần sập vào là xong thôi. Đó, thì nó khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên cho em là chốt cửa tự động nhá. Giá sẽ là 40k. Chốt cửa tự động, giá sẽ là 40.000 cho con chốt cửa tự động như này. Đó. Ấm pha trà có nhá. Qua lên cho em là ấm pha trà. Con này thì hàng về số lượng và đợt này hàng về giá cực tốt cho bác luôn. Và bên shop lại tiếp tục về cho các bác cái màu đen huyền thoại cực kỳ là đẹp nhá. Đó. Lên cho em là ấm pha trà, con này bên em đang bán là 150k nhá. Đấy, lên cho em là ấm pha trà này. Ấm pha trà. Giá bán là 150k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 115k thôi. 115k cho con ấm pha trà như này nhá. 115k giá giảm cực kỳ sốc cho bác luôn. 115.000 cho một con ấm pha trà như này. Dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, 1.000ml này, tức là 1 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Bên trong thì bằng inox 316, bên ngoài thì nó sẽ là dòng sơn tĩnh điện nhá. Đây. Su 316 các bác này. Đó, đây. Su 316 các bác nhá.
Đây phần lưới lọc rất là dày luôn, Su 316 này. Lưới lọc này các bác có thể xoáy ra được này. Đó, để các bác cho trà, cho cà phê, cho ngũ cốc hoặc là pha các loại lá nước uống vào đây. Đấy, các loại lá, nước lá cho vào đây. Sau đó thì các bác xoáy nắp lại thì em này, xoáy nắp lại, xoáy hết vòng này. Và cái này nó sẽ là vừa là cái đóng ngắt luôn, giữ nhiệt vừa là đóng ngắt luôn. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Phần đít này của nó thì nó sẽ là có lót cao su để chống trơn trượt này. Bên trong inox 316 này, bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện này. Nó sẽ là hàng inox 2 lớp và hút chân không, cho nên là nhiệt nó sẽ không tỏa ra ngoài. Thứ nhất là giữ nhiệt này, thứ hai là sẽ là dùng để pha trà, pha cà phê rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì giữ nhiệt thì nó cũng ở cái mức độ bình thường thôi. Nhưng nói chung là các bác dùng để pha trà, pha cà phê các thứ là rất là ok. Đây, inox 316 đây. Sáng bóng đẹp nhá, chất lượng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Và lô này hàng về thì giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho là ấm pha trà nhé. Giá của nó sẽ là 115.000. 115.000 cho một con ấm pha trà như này các bác nhé. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao cắt kính cắt gạch men nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao cắt kính cắt gạch men. Con này thì nó sẽ là dòng đa di năng luôn. Đây. Đấy, đây. Nó sẽ được tặng kèm thêm hai lưỡi và một lưỡi có sẵn là 3 nhá. Một lưỡi có sẵn là 3. Đấy, con này thì chuyên dùng để cắt kính, cắt gạch men đều ok hết nhá. Giá thì về nhà các bác xoáy cái tay công này vào cho em này. Đấy, xoáy cái tay công này. Đấy. Xoáy tay công vào đây này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là dao cắt kính, cắt gạch men nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000. 150.000 cho một con dao cắt kính gạch men như này. Các bác dùng thì nó rất là ok và tiện dụng để các bác sử dụng trong các cái công việc thường ngày. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Nhận được hàng thì sản phẩm là dòng liền thân như thế này nhá. Mình sẽ được tặng kèm thêm hai lưỡi nữa. Đấy, hàng được đựng trong hộp như này. Được tặng kèm thêm hai lưỡi và bốn đinh chốt nữa. Đây. Hai lưỡi này. Đấy, tặng kèm thêm hai lưỡi bốn đinh chốt nữa anh em nhá. Đấy. Cực kỳ là chất luôn. Đây. Mình sẽ cắt thử kính cho anh em xem này, cắt kính trước nhá. Anh em quan sát em cắt kính nhá. Đây. Đấy, em đang cắt kính các bác nhá. Đây các bác này. Đấy. Rất đơn giản luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Đấy, cắt kính rất là ngon lành. Cắt kính rất ngon đấy nhá. Đó, cắt kính này. Rồi em cắt cái viên này nhé. Viên gạch men loại gạch men khủng nhá, gạch men cực kỳ là to luôn đấy các bác nhá. Viên gạch 60 nha anh em. Gạch 60 nhá. Gạch 60 tương đối là dài này. Đấy, em sẽ cắt cái gạch 60 này cho anh em xem nhá. Em sẽ cắt cái viên gạch 60 cho anh chị xem nhá. Đây. Anh chị quan sát này, em sẽ cắt này. Đấy, khi cắt các bác phải kéo cái tiếng nó cảm giác nó đều như cái được nhá. Đó. Đấy, và mình dùng 60. Giật tay tiếc nó phải dứt khoát các nhá. Đấy. Đây, khi chúng ta cắt thì chúng ta đặt cái đường chỉ này vào cái đường chỉ chúng ta đã cắt nhé. Đây cái chỉ này. Và đúng cái chỉ chúng ta đã cắt sẵn này. Đấy, đây, mình sẽ đặt vào cái phần chỉ cắt sẵn này. Đây. Đấy, quan sát đây. Đây. Đặt vào như này xong chúng ta bắt đầu công đều ra thôi. Đấy. Đó, em sẽ đặt vào như này. Còn nó thì chúng ta sẽ công đều ra này. Đấy, coi theo. Đấy, viên gạch men nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Này. Đấy. Thẳng như kẻ chỉ luôn anh em thấy không? Quá thẳng đẹp luôn. Đấy, rất là ngon không nhá. Là... Rất ok. Rồi. Thì các bác lên cho em là dao cắt kính gạch men nhá. Dao cắt kính gạch men này, dao cắt kính này. Đấy. Cắt kính gạch men. Cắt kính cái gạch men được hết nhá. Giá của nó sẽ là 150k. 150k thì cái mã dao cắt kính cắt gạch men này. 150.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cái set thìa đũa nhé. Qua lên cho em là set thìa đũa. Alo. Lên cho em là set thìa đũa nhé. Đấy, set thìa đũa nó sẽ bao gồm cho các bác là combo. Combo là bao gồm cho các bác là 2, 4, 6, 12 đôi đũa, tức là 12 chiếc, tức là 6 đôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đôi đũa, 6 cái thìa. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, 6 đôi đũa, 6 cái thìa, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá combo như này. Đang bán sẽ là
90k nhá. Đấy. 90k. Đấy, lên cho em là set thừa đũa 90k. Giá thì hôm nay sẽ xả cho bác giá chỉ còn là 80k thôi. Lên cho em là set thìa đũa nhá, set thìa đũa. Giá sẽ là 80k. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật nhá, hàng Nhật cho các bác luôn. Cực kỳ là chất lượng. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đi 6 cái thìa như này. Quá rẻ luôn các bạn. Đấy, các bác đố các bác đi đâu được mà hàng Su 304 như này. Một bộ này của nó bao gồm là 6 thìa, 6 đũa. 6 thìa, 6 đôi đũa như này. Inox 304. Mà giá thì cực kỳ hạt rẻ nhá, giá chỉ có 80.000 thôi các bác ơi. Đó. Các bác không thể đi đâu mà mua được cái combo mà nó chất lượng như này mà giá cực tốt như này nhá. Giá cực tốt này các bác nhá. Đấy. Lên cho em là set thìa đũa nhá, set thìa đũa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một set như này thôi. 80.000 cho một set như này. Phải nói là hạt rẻ của hạt rẻ luôn đó nhá. Giá này thì cực kỳ là ổn áp luôn. Em đang bán là 90.000, hôm nay xả cho các bác giá còn 80k cho một set thìa đũa như này. Bao gồm cho các bác là 6 cái thìa và 6 đôi đũa, 80.000. Tính ra như vậy là các bác mua là như vậy là vào đi là thành 12 món mà 80.000. Đấy, 12 món mà các bác chia cho 80.000 thì chỉ mất có mấy nghìn thôi. Đấy, 70 70 tính là tính vào chỉ có 7.000 thôi. Và khoảng 6.000 cho một cái xìa một cái đôi đũa này thôi. 6.000 một cái xìa và 6.000 một đôi đũa. Quá rẻ luôn các bác. Đó. 90k giảm còn 80k. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thanh cài dao nhé. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái thanh cài dao và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó sẽ là 100 cành. Đấy, 100k. Đem mã cho em là thanh cài dao nhé. Thanh cài dao. Giá của nó sẽ là 100k nhé. Thanh cài dao này. Đó. Thanh cài dao. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho cái thanh cài dao như này nhá. 100.000 cho một thanh cài dao như này. Hàng inox Su 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 cái móc như này nhá. 5 cái móc như này để các bác dùng để mình treo xong nồi các thứ linh tinh. Còn dao thì các bác cài trực tiếp ở đây cho em. Đó. Dao để các bác cài trực tiếp ở đây cho em nhá. Đấy, đây ví dụ như đây là con dao này. Đây là con dao các bác cài vào đây cho em này. Đấy, cài vào đây. Đấy, dắt vào đây như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ là chiều dài của con thanh cài dao này thì nó sẽ là 45 cm nhá. Đấy, chiều dài sẽ là 45 cm, dài là 45 cm nhá. Đó. Dài của nó sẽ là 45 cm nhá, 45 cm. Đó. Còn giá thì sẽ là 100k nhá, 100k. Các bác xem cho nó chính xác không lúc các bác lại bảo giá là 45.000. Đấy là dài là 45 cm và giá sẽ là 100k cho con thanh cài dao này, hàng Su 304. Bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó sẽ có ốc sẵn cho bác luôn, có ốc sẵn luôn. Về nhà các bác chỉ việc là về nhà các bác chỉ việc là bắt ốc là xong thôi. Đây nó có tặng kèm các bác cả ốc cả đinh vít luôn. Đó. Đem mã giúp cho em là thanh cài dao nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, hàng cực đẹp chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô pin 16850. Pin này nó sẽ là pin của hãng nhá. 18650. Đấy, pin li-ion này 3,7V này. Đấy, pin li-ion 3,7V và giá của nó sẽ là 30k một viên này. 18650 6800 mAh. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là pin 168 nhá, pin 168, pin 186 này, pin 18650. Đấy. Giá của nó sẽ là 30k trên một viên nhá, 30k trên một viên này. Pin 16850, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đấy. 30k trên một viên này thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá, giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn hai đầu nhá. Các bác lên xem là đèn hai đầu. Con này thì giá bên em là bao giá tốt cho các bác luôn. Đấy, một con đèn pin hai đầu như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng chống va đập cho bác nhé, chống va đập. Đấy, và có tặng kèm các bác một cái cáp sạc tương đối là dài. Hàng của Nhật cho nên là nó làm rất là chỉnh chu nhé, rất là chỉnh chu. Đây, hàng Police này, Police Made in Japan nhé, Police Made in Japan. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần đầu này nó sẽ là bằng cao su mềm nhé, cao su mềm chống va đập cực kỳ tốt này. Các bác có đánh rơi đánh giếc này cũng thoải mái luôn nhé, đánh rơi đánh giếc này thoải mái luôn con này. Đó, rơi giếc ok. Thứ hai là nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều đèn nhé, và có cả tấm có cả đầu sạc ra để các bác sạc cho điện thoại luôn. Đấy, sạc vào sạc ra đầy đủ đây. Đấy, sạc vào sạc ra đầy đủ luôn. Và giá thì sẽ là 260.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu, cái này nó có hai đầu luôn. Giá sẽ là 260k và bao ship nhá, giá siêu tốt cho bác luôn nhá. 260.000 bao ship cho một con đèn hai đầu như này. Đấy, giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Ở đây thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn như này. Đấy. Con này thì pha của nó sẽ là pha gần nhá, và có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này. Đấy. Pha gần. Đấy. Và ngoài ra thì đầu bên này thì nó sẽ là một con pha dọi xa nhá. Đây. Em dọi vào cái biển các bác không nhìn thấy chữ như này là chứng tỏ nó rất là sáng nhá. Và đây dọi pha cho các bác xem này. Đây là ban ngày nhá. Ban ngày mà còn như này là các bác biết rồi. Đây. Đấy.
Cái này các bác dùng để đi tàu biển này hoặc là sử dụng ở gia đình này. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy, siêu sáng luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất tốt luôn. Ngoài ra thì nó sẽ sáng mạnh sáng vừa và nó sẽ có một con đèn led bên hông này. Đèn led bên hông này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước này, hoặc là treo lên cũng rất là tiện nhá. Đó. Và có báo pin luôn, có báo pin. Và ưu điểm của con này nó sẽ là hàng made in Japan có nhá, made in Japan. Đấy, đây. Hàng made in Japan này, hàng chuẩn nội địa Nhật luôn. Dọi xa của nó thì từ 800 đến 1200 mét nhá. Hàng của cảnh sát Nhật nhá. Đấy. Made in Japan nhá. Đấy, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng luôn, made in Japan. Đó. Giá thì chỉ có 260.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng test thử kiểm tra thanh toán. Đấy. À, bên em bán thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán, còn bác nào mà không nhận hàng mà không kiểm tra thì hàng thừa, hàng thiếu, lỗi hỏng các thứ là bên em không chịu trách nhiệm đổi trả đâu nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em. Đèn hai đầu giá sẽ là 260k. Đấy, đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu các bác nhớ lên đúng tên đúng mã cho em. 260 cành và bao ship cho bác luôn, giá siêu tốt luôn, 260 cành. Bao ship tới tận nhà. Hộp gen con nhiệt. Các bác có thể dùng một đường để mình xả nước rửa như bình thường. Và một đường thì các bác có thể lắp cho em là vòi xịt rửa hoặc là các cái loại vòi khác đều được hết nhá. Các loại vòi khác đều được hết. Kể cả các bác lắp vòi hoa sen vào đây cũng được. Vòi hoa sen vào đây thì các bác dùng để tắm, nhưng mà cái này nó chỉ lắp sen lạnh thôi. Nó gọi là tắm nước lạnh thôi, chứ nước nóng là mình không tắm được, tại vì cái này nó chỉ có một đường nước thôi. Cho nên là nó chỉ ra cho các bác một đường nước thôi. Đây. Đấy. Các cái phần rong riếc của nó đây. Đấy, nhưng mà con này thì các bác dùng nước lạnh cũng rất là ok. Lên mã cho em là van đỏ nhá. Con này thì bên shop đang bán là 80.000. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn. Giá của nó sẽ là 75k nhá. Lên mã giúp cho em là van đỏ này. Đấy. Các bác lên cho em là van đỏ nhá. Van đỏ đang bán là 80k nhá. Đợt này về cho bác giá còn là 75k. 75k cho một con van đỏ như này. Đấy, chia ra làm hai đường nước rất là ngon lành và giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chỉ có 70.000 thôi. Chia ra làm hai đường nước như này các bác dùng nó rất là tiện dụng nhá. Hai đường nước luôn. Đó. Tất cả đều bằng inox 304 hết, sáng bóng đẹp. Có các cái đầu rong để các bác kết nối với các cái nguồn nước khác rất là hợp lý nhá. Đấy. Lên theo là van đỏ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 thôi. 75.000 cho một chiếc van đỏ như này. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Đấy. Lên theo là van đỏ, giá của nó sẽ là 75k nhá. 75k cho một con van đỏ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đèn hộp nhôm nhá. Nó sẽ là một con đèn đựng trong một hộp nhôm như này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Bao gồm cho các bác là dây đeo móc khóa này, rồi một chân sạc này. Và con đèn này của nó thì nó sẽ có các chức năng như sau: có nam châm hít này. Đấy, rồi là đèn bật thì tương đối là sáng không nhá. Đấy. Chế độ sáng trắng này. Đấy, ánh sáng vàng này. Đấy, sáng trắng sáng vàng này. Rồi là chế độ ánh sáng đỏ này. Cảnh báo SOS này. Rồi đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái con đèn bật lửa như này. Đấy, một cái bật lửa như này nhá. Đấy. Khi các bác dùng thì các bác giữ lì cho em, sau đó cái đèn nó lên thì cái lửa này nó sẽ lên này. Đấy. Các bác nhấp nhẹ một phát là nó sẽ tắt thôi, rất đơn giản nhá. Đó. Đựng trong một cái hộp nhôm cực kỳ là xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng khi đi đường, phòng khi mất điện. Thời gian sáng của nó sẽ là từ 3 đến 5 tiếng tùy theo các bác sạc nhá. Và nó cũng khá là sáng luôn các bạn. Đây, khá sáng luôn các bạn. Sáng lắm. Đấy, con này các bác dùng thì rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. Lên mã giúp cho em là đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm. Giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn hộp nhôm như này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn hộp nhôm nhá. Đó. Đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm này. Đó. Đèn hộp nhôm, giá của nó sẽ là 100k. 100k cho con đèn hộp nhôm như này nhá. 100.000 thôi cho con đèn hộp nhôm như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Một con đèn chất lượng như này mà giá rất hợp lý cho anh nhá. Đèn hộp nhôm. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô tất nai nhá, tất nai. Các bác lên cho em là tất hộp nhá. Đấy, lên cho em là tất hộp thì bên em về nó sẽ có là hai mẫu. Đó là tất hộp đen và tất hộp trắng nhá. Đấy. Lên cho em là tất hộp đen này hoặc tất hộp trắng này. Đấy. Tất hộp nhá. Đấy, thì có đen hoặc trắng thì các lên cho em là tất hộp đen hoặc tất hộp ghi. Đen hoặc ghi nhá. Đấy, đen hoặc là ghi. Giá thì đều là 85k hết nhá. 85k trong hộp này bao gồm cho các bác là 5 chiếc, 5 đôi. Hộp này bao gồm là 5 đôi. Hàng của thương hiệu Nike, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Phần từ gót chân đến phần này thì nó vào khoảng là 10 phân nhá, cao khoảng 10 phân. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn nhá. Hàng này của nó là siêu dày luôn. Siêu dày. Đấy, và phần cao su này lót rất là tốt nhá. Đấy. Hàng của nó thì được dệt 100% là từ sợi bông nhá, từ sợi bông tự nhiên, siêu thấm hút mồ hôi, co giãn 4 chiều nhá. Đấy, thấm hút mồ hôi này, co giãn 4 chiều này,
chống hôi chân nhá. Đấy, thấm hút mồ hôi co giãn 4 chiều, chống hôi chân cho các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ thước như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là giá chỉ một cái bộ tất như này, một hộp tất như này bao gồm là 5 đôi nhá. Giá chỉ có 85.000 thôi. Đấy, 85.000 cho 5 đôi tất thì tính ra giá nó rất là hợp lý thôi. Đấy, tính ra vào chỉ khoảng 24 là 8 này. Đấy, 5 đôi thì nói chung là nó cũng chỉ vào khoảng hơn 10.000 một chút cho 5 đôi tất như này thôi. Bên shop về thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi nhá. Các bác lên trên là tất hộp đen hoặc tất hộp ghi. Đó, đây, nó sẽ cho các bác là màu rất là đẹp như này. Đấy, 5 đôi cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Một cái hộp tất 5 đôi như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 85.000. Đấy, 85.000 giá cực tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem điện tử nhá. Các bác được tặng kèm thêm một viên pin như này. Đấy, pin này của nó là 1,5V. Đây. Đấy, con này thì nó rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần bật lên là mình sử dụng thôi. On up ở đây các bác nhá. Đó. On up ở đây. Các bác chỉ cần bật lên là sử dụng thôi. Đây, lẫy pin của nó đây các bác này. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác rút cho em cái lẫy pin này ra. Đây, nó có cái lẫy pin này. Rút ra. Đấy. Thì các bác rút ra là xong nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Có cái lẫy ngăn pin ở đây này. Có cái lẫy ngăn pin đây các bác này. Đấy, khi về sử dụng thì các bác rút cái lẫy ngăn pin này ra cho em nhá. Đó. Ấn cho em zero nó về không này và các bác bắt đầu sử dụng thôi. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là đo các kiểu như sau này. Đấy. Đây này. Đấy, chỗ quăng này này. Thứ nhất là các bác đo đường kính bên ngoài nhá, đường kính bên ngoài này. Đấy, đo đường kính bên ngoài, ví dụ như cái lọ này của nó sẽ là 520 mm này. Đấy, tức là 5,2 mm. Đấy, 5,2 mm nhá. Đấy, đo đường kính bên trong của cái này. Đấy, đo bên trong thì đo thế này. Bên trong đo cái này các bác nhá. Đấy, 499 mm này. Và đo chiều sâu thì các bác đo như này các bác này. Đấy, kẹp vào cái mép này, mình đẩy xuống này. Đó, cho giãn ra hoặc là thu vào đây. Đấy. Giãn ra thu vào đây nhá. Đó. Thì chiều sâu của nó sẽ là 4,69 mm đây, các bác đo chiều sâu như này các bác nhá. Đấy. Nói chung là đầy đủ hết các bác luôn. Đấy, cho các bác lựa chọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là thước kẹp gem điện tử nhá. Con này thì nó sẽ là bằng sợi carbon nhá, bằng sợi carbon chứ không phải là bằng hợp kim đâu các bác nhá. Đấy, không đến lúc về nhà các bác nhận hàng các bác lại ý kiến bảo là sao lại quay lên một kiểu mà gửi hàng một kiểu thì nó mất công. Đấy. Cái này thì nó sẽ là được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là thước kẹp gem điện tử nhá. Đấy. Thước kẹp gem điện tử này. Lên cho em là kẹp gem điện tử nhá. Kẹp gem điện tử. Kẹp gem điện tử này. Đấy. Giá của nó sẽ là 100.000. Điện tử giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Và được làm từ sợi carbon nhá. Làm từ sợi carbon này. Sợi carbon các bác nhá. Sợi carbon. Được làm từ sợi carbon nhá. Giá của nó sẽ là 100.000. Thước kẹp gem điện tử được làm từ sợi carbon. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một cái như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi tưới cây tăng áp các nhá. Đấy, vòi đồng tăng áp, các bác lên trên là vòi đồng tăng áp, tại vì cái này cái lõi bên trong của nó đều là bằng đồng hết, lõi bên trong của nó đều bằng đồng hết này. Ở đây cái bộ vòi này của nó thì nó sẽ có cho các bác là ba cái đầu nối như này. Đây, về nhà thì các bác có thể nối vào các cái nguồn nước đây nhá, các bác nối vào các cái nguồn nước như này các bác này. Đây nhá, đấu vòi vào này, đấu hai cái vòi này vào này, sau đó thì kết nối vào các cái nguồn nước này đều được hết nhá. Nó có hướng dẫn kết nối vào các cái nguồn nước hết các bác này. Đấy, nói chung là hướng dẫn rất chi tiết và tỉ mỉ luôn. Về các bác chỉ cần kết nối vào xong, cầm cái vòi cực kỳ là chắc nịch luôn. Đấy, đây tất cả đều là bằng đồng hết này, tất cả bằng đồng hết. Về nhà các bác chỉ cần nối dây vào xong, đẩy vào như này xong này, nối dây vào đây, sau đó thì đẩy vào như này xong, sau đó thì điều chỉnh để xịt rửa nhá. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá. Đấy, đây bằng đồng hết các bác này, cầm cực kỳ là chắc tay luôn. Đó, giá thì bao rẻ cho các bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhé. Vòi đồng tăng áp, một cái vòi đồng tăng áp như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 50 cành thôi nhé. 50 cành cho con vòi đồng tăng áp như này, giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, các bác đi đâu mà mua được một cái vòi to chất lượng như này, nguyên cái vòi đã có ba cái đầu nối như này nhé. Đấy, nguyên cái vòi đã có ba cái đầu nối như này rồi, ba cái đầu nối như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k. Đấy, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhé, vòi đồng nhé. Đấy, lên đúng tên đi em, vòi đồng tăng áp. Đấy, vòi đồng tăng áp. Vòi đồng tăng áp. Đấy các bác nhá, vòi đồng tăng áp con này thì các bác dùng di năng luôn, xịt rửa xe, tưới cây đều ok hết các bác nhá. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Vòi đồng tăng áp.
giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn nhé. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhé, đấy, các bác lắp vào là xong này, kết nối vào cho em là xong. Đấy, cái này của họ thì nó còn không có đầu nối cơ, nhưng mà bên em thì bộ của em thì nó sẽ có sẵn đầu nối luôn. Các bác dùng để xịt rửa xe này, tưới cây này, đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy, đây các bác này. Đây các bác. Nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà. Đấy. Bác nào muốn tự rửa xe ở nhà có thể tham khảo cái này nhé. Các bác xem nước nhà em hơi yếu, nhưng khi gắn vào cũng mạnh phết đấy chứ. Nhà bác nào có đường nước mạnh hơn thì sẽ rất ok đó ạ. Áp lực nước như thế này là đủ để rửa xe rồi, không cần phải quá mạnh đầu nhà. Đấy, các bác dùng để xịt rửa xe tưới cây ok. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhé. Giá sẽ là 50k cho một cái bộ như này, 50.000 cho một bộ như này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái át đảo chiều nhé. Át đảo chiều, dòng này của nó sẽ là 63A. Đấy, lên cho em át đảo chiều. Con này thì sẽ là 63A nhé, 63A. Đấy, át đảo chiều nhé. Đấy, át đảo chiều 63A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120k một con như này, 120k cho một con át đảo chiều như này, 63A các bác nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có cho các bác là sử dụng được hai nguồn điện, thì nhà bác nào dùng hai công tơ này hoặc là dùng máy phát điện thì sử dụng con này rất là ok luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý thôi. Một con át đảo chiều 63A như này, giá bên shop đang gửi tới các bác chỉ có cho các bác là đi 120.000 thôi nhá. 120.000 cho con át 101 thôi nhá, 120.000. Giá chỉ còn 110k thôi. Xả cho bác còn 110.000 nhá, 110k cho con át đảo chiều 63A như này. 63A là các bác dùng tổng gia đình là rất là ok rồi. Đó, nếu bác nào không biết sơ đồ thì điện em gửi cho sơ đồ, hoặc là các bác có thể mượn thợ điện họ đấu cho là ok thôi nhá. Đấy, 63A, 110.000 trong con át như này. Rồi, ok. Cứ các bác muốn sử dụng quả cam to, cam nhỏ tùy theo cữ. Con này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Amei nhá. Đấy, hàng theo công nghệ của Đức các bác nhá. Hàng theo công nghệ của Đức, cực kỳ là chất lượng cho bác luôn. Đó, đây. Con này nó sẽ sử dụng điện 220V. Đây. Đấy, về nhà thì con này nó rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần nâng lên như này thôi là bắt cam ra thôi. Đấy, nó sẽ có cái đế xoay như này. Các bác đặt vào đây. Bắt thì nó sẽ lọc lại ở dưới hết nhá. Đó. Đây, các bác cứ ấn này là nó sẽ xoay này. Đấy, nó mô phỏng thì nó rất là đơn giản thôi nhá. Các bác ấn này nó sẽ xoay nhá. Nó sẽ có hai chế độ, một là xoay cứ ấn này thì nó sẽ đảo đi đảo lại. Bây giờ em sẽ trực quan sinh động luôn, bổ cho bác quả cam nhé. Đấy, Trần Quốc Toàn bóp nát quả cam này. Ok chưa? Đây, giờ em sẽ bổ ra nha. Đấy, đây nhá, ấn vào các bác nhá. Các bác cứ ấn vào nó xoay này. Các bác nhấc đi thì nó sẽ đảo chiều này. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Để em đầu tư một con này. Đấy, đầu tư một con nhà dùng luôn các bác nhá. Ấn này thì nó sẽ đảo chiều lại cho các bác này. Đấy, và nó sẽ giữ hạt lại các bác nhá. Đấy, các bác ấn này nhá, nó sẽ có xoay đi xoay lại. Đấy, ấn này nó sẽ xoay đi xoay lại các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn các bạn. Đấy. Con này thì nó sử dụng điện 220 và nó là dòng tốc chậm. Các bác dùng nó sẽ rất là nhàn các bạn. Đấy, dùng rất là nhàn luôn và rất là sạch sẽ nhá. Rửa ráy thì cũng rất là dễ dàng thôi. Đấy, rửa ráy cũng rất là dễ dàng các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, vắt kiệt luôn các bác nhá. Vắt kiệt luôn. Và rất là nhàn tay các bác nhá, rất là nhàn tay luôn. Đấy. Lưu ý các bác là khi sử dụng máy móc ấy thì mình đừng dùng ép. Đấy, ví dụ như là của nó thì các bác cứ nhấp nhả này cho em này, nhấp nhả này cho em nhá. Đó, ok. Hết kiệt luôn, không còn tí nào luôn nhá. Đấy, thì ví dụ như quả cam mà nó nhỏ thì các bác dùng cái này, quả cam to thì các bác chụp cái này vào cho em. Nó sẽ có hai lớp thì tùy theo các bác. Đấy. Mà lưu ý các bác là khi dùng thì mình nhấp nhả nó sẽ là tốt nhất các nhá. Đấy. Nhấp nhả là tốt nhất, dùng máy móc thì mình đừng nên ép nhá, đừng nên ép. Đó, các bác cứ nhấp nhả như này thì nó sẽ là vừa đảo chiều cho các bác luôn, thì nó sẽ xoay cho cái quả cam nó sẽ ra hết nước. Thứ hai là nó sẽ đảo chiều cho các bác nhé. Đấy. Đây. Đây các bác nhá, thấy không? Đó. Vắt kiệt nước luôn. Đấy. Và nó rất là ngon các bác nhá. Đấy. Bình thường nếu các bác vắt bằng tay thì nó sẽ gọi là bị ra những cái lớp sơ. Nhưng mà vắt bằng máy như này thì nó sẽ là nó xoay vòng, nó xoay chậm như này thì nó sẽ không có sơ. Đấy. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Trời ơi. Đấy thì các bác nâng lên như này nhá. Đấy, nâng lên như này là mình rửa cái này đi là xong. Rửa cái này đi. Đấy. Còn cái này thì các bác rót ra cốc mình uống thôi. Còn nếu mà bác nào lười ấy, thì tập luôn được. Đấy. Dùng từ nó hơi thô một tí nhưng mà nó thật. Đây em uống luôn cho bác xem nhá.
rất là ngon luôn, tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó, những cái ngày hè nóng nực như này mà cứ vắt cốc nước cam này uống là rất là tuyệt vời đấy các bạn, rất tuyệt vời luôn. Đấy, cái này thì nói chung là rửa ráy vệ sinh nó cũng rất là dễ dàng thôi. Đấy, rất là ngon lành cành đào cho các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Lên mã cho em là máy vắt cam nhá, 190k. Nó sử dụng điện 220V luôn nhá. Đấy, điện 220. Điện 220V nhá, 220V. Đó. Lên mã giúp cho em là máy vắt cam, nó sử dụng điện 220V không nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Giá sẽ là 190.000. Đây, vắt ra rất là ngon luôn này. Đấy, nước ra kiệt hết như này các bác nhá. Đó, rất là tiện đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện như này, nó sẽ có hai cái cữ, một là cái cữ nhỏ, hai là cữ to. Nếu mà quả cam to thì các bác dùng cữ to, còn không các bác cất cái cữ to này đi. Các bác dùng cho em nguyên cái cữ nhỏ này thôi nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Và cái này khi mà các bác vệ sinh thì tháo ra cho em nhá. Đây, nó sẽ có cái lẫy như này các bác này. Đấy, có cái lẫy này các bác lưu ý này, xoáy sang bên tay này là sẽ mở cái lẫy ra này. Đấy, thì khi các bác rửa thì chỉ cần rửa cái này thôi, rửa cái khay này thôi nhá. Còn cái máy này là đừng có cho nước vào, không cho nước vào cái máy này thì lại amen các bác nhá. Đó. Đấy. Đấy, lưu ý các bác là khi mình rửa thì mình tháo ra này cho em này. Đấy, tháo ra rất là dễ dàng thôi. Đấy, nó sập cái lẫy như này. Đây, em đang để cả nước như này em vẫn tháo bình thường nhá. Đây, ví dụ các bác muốn sử dụng đây, tháo ra như này uống luôn, cũng không cần phải rót ra cốc nữa. Nếu mà mình thô một tí thì mình uống luôn. Đấy, cho thêm tí đá nữa vào đây, thế là có một cái cốc nước cam vắt cực kỳ là ngon lành rồi, rất là tiện dụng nhá, mà dùng nó nhàn các bạn. Đấy, dùng nó nhàn. Cái này thì các bác đừng cho nước vào đây nhá. Còn cái này, những cái bộ phận này thì những cái phụ này thì các bác rửa ráy thoải mái. Đây, cứ như này là mình lại mang đi mình rửa cho em. Đấy, cứ này mình lại mang đi mình rửa nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt rồi, 190.000 rồi, ok. Bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, nó là cái hộp dao nhá. Đây, một con hộp dao như này các bác này. Đấy, con này thì các bác dùng để dắt dao to, dao nhỏ, dao lớn, dao bé được hết. Đây, đấy thì em sẽ dắt cho các bác xem cái bộ dao sói này, em sẽ dắt cho các bác xem nhá. Đấy, dao kéo rồi nói chung là đầy đủ luôn. Đây, cái bộ dao sói này thì em vừa lên cái video lúc trước nhá, hơn một tiếng rồi đấy. Bộ này thì con này nó sẽ là 100.000 cho bộ này thôi. Đây, đấy, dắt dao vào đây cho em nhá, ngon lành chưa anh em ơi, các bác ơi. Đó, cái này thì nó sẽ dắt được cho các bác là 4 con dao nhá, 4 con dao. Đấy, nó sẽ tổng là 4 con dao này, một cái kéo này, đó. Và có một cái nạo đây thì các bác để vào cái ngăn này cho em. Cái ngăn này các bác có thể để rất là nhiều thứ. Đây, đấy các bác thấy không? 4 con dao như này nhá. Đây, ra được 4 con dao này. Đấy, và cái ngăn này, ngăn to này thì để các bác để các cái thứ linh tinh này. Ví dụ như là cái này thì để được cả cái liếc này. Và cái này thì các bác để đũa vào đây, cắm đũa thìa và môi vào đây nhá. Đũa thìa môi vào đây rất là ok. Các bác lên cho em là hộp dao nhá. Hộp dao, đó, giá của nó sẽ là 160.000 cho cái hộp hộp dao như này. Đấy, lên cho em là hộp dao nhá. Đấy, hộp dao giá của nó sẽ là 160.000. Giá siêu tốt cho bác luôn, 160.000 cho một con hộp dao như này. Đấy. Bên trong thì bằng nhựa, bên ngoài bằng inox 304 nhá. Đấy. Bên trong thì bằng nhựa này. Bên trong của nó là bằng nhựa ABS nguyên sinh, bên ngoài bằng inox 304. Đấy. Ở cái lớp đáy này thì nó sẽ có cho các bác là hệ thống thoát nước luôn, thoát nước ở dưới đáy này luôn, cho nên các bác yên tâm sử dụng đây. Đấy, nó sẽ có hệ thống thoát nước này. Đấy, các bác có thể tháo ra vệ sinh được nhá. Đấy, có hệ thống thoát nước như này, tháo ra vệ sinh rất là ngon lành luôn. Đấy, ống là xong. Đấy, giá thì rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là hộp dao nhá, bằng inox nhá, inox cực kỳ chắc chắn, giá rất hợp lý các bác, để trên gian bếp nhà mình thì cực kỳ sang xịn mịn luôn. Đấy, cực kỳ sang xịn mịn luôn nhá, giá thì chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là hộp dao nhé, hộp dao giá là 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con ấm siêu tốc nhá. Ấm siêu tốc, hàng của con này cũng là hàng của Đức nhá, hàng của Đức và công nghệ thì công nghệ của Đức. Đấy, công nghệ của Đức rất là chất lượng luôn các bác nhá. Đó, đây hàng của nó thì dung tích con này của nó, mắc của nó là 1.8L nhá. Đấy, 1.8L. đây em sẽ cho các bác xem một số cái thông số này. Đấy, có cả phiếu bảo hành bảo tỏi đàng hoàng nhá, có cả phiếu bảo hành bảo tỏi đàng hoàng. Đây, công ty của nó đây các bạn này. Đó, phiếu bảo hành này. Đây, dung tích của nó, mắc của nó sẽ là 1.8L nhá. Con này thì nó cũng sử dụng điện 220V. Hàng này thì nó cũng xuất đi rất là nhiều nước này, Anh này, Mỹ này, New Zealand này, Pháp này, Hàn Quốc này. Đấy, xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đó. Và con này của nó thì dung tích của nó sẽ là 1.8L và sử dụng điện 220V. Điện 220V các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc Đức, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 290k, điện 220V nhá. Đấy, điện 220V. Đó. Điện 220V, rất là ngon lành luôn. Lấy cho anh tí nước này, cắm thử tí cho các bác cho nó sinh động này. Tí thôi, mấy giọt thôi. Đấy,
Con này thì ưu điểm của nó là dung tích 1 lít 8 bằng thủy tinh. Các bác có thể mấy giọt thôi. Các bác có thể quan sát được luôn, vào đây nó sẽ có một cái lưới lọc nữa. Con này ưu điểm của nó sẽ có một cái lưới lọc như này. Ví dụ các bác pha trà, pha cà phê hay cho các cái cho các cái chất liệu cần phải đun nấu vào đây. Đấy. Cần hãm vào đây thì là rất là ok luôn. Các bác chỉ cần là đây em sẽ cho một tí nước vào để cắm thử cho các bác xem nhé. Đó. Sử dụng điện 220V rất là tiện luôn. Đấy, các bác sử dụng điện nhà mình rất là ok. Đấy. Ở đây thì hàng tương đối là xịn sò, cả những cái đế này của nó cũng bo inox hết này, rất là đẹp luôn. Đấy. Đặt lên nhá. Đấy. Bật công tắc này, có cả đèn báo luôn, rất xịn sò luôn các nhá. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có 290.000 thôi. 290k cho con ấm siêu tốc như này. Đấy, các bác thấy không? Nó đang sôi này, đang reo này các bác này. Đấy. Có cả đèn báo luôn nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Có đèn báo này. Đấy. Hàng này của thương hiệu Mega Hall các bác này, Mega Hall nhá. Đó, hàng công nghệ của Đức cực kỳ là chất lượng luôn các bác nhá. Đấy, hàng công ty có mã tem, mã vạch đàng hoàng, có phiếu bảo hành bảo tỏi đàng hoàng nhá. Công ty nhập khẩu đàng hoàng đấy. Đun một tí cái sôi luôn, nảy luôn nhá. Đấy, nảy luôn. Nắp của nó thì là sẽ là cái dạng nắp mở như này để các bác có thể là pha cho trà, cho cà phê hay là cho các cái nguyên liệu vào đây cũng rất là tiện nhé. Đấy, ví dụ như buổi sáng mà các bác muốn hãm một ít chè này thì các bác đổ chè trực tiếp vào đây, thế là đun lên là xong. Đó, rất là tiện luôn. Hoặc là các bác uống các cái loại nước lá, nước liếc đấy, cho trực tiếp vào đây, rất là tiện luôn. Thì sau đó là bê ra là uống luôn thôi, nó không cần phải là qua các cái cầu khác, ví dụ như là rót qua rót lại mất công. Đấy, ưu điểm của con này nó rất là tiện như vậy. Đây. Đấy. Và những cái phần kết nối ở đít này thì nó cũng đều là bằng ấy hết nhá. Bằng đồng hết các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết. Cho nên là nó rất là chắc chắn các bác nhá. Đấy, cái chắc chắn luôn. Đây, hàng của hãng này, Mega Hall các bác này, Mega Hall này. Đó. Sử dụng. Con này thì công suất của nó sẽ là 2000W nhá, 2000W. Đấy, nó sử dụng điện 220V đến 240V, dung tích 1 lít 8. Đấy, đây không nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý rồi. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho anh em là ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, ấm siêu tốc Đức này. Đấy, ấm siêu tốc Đức, giá của nó sẽ là 290k. Đấy, có đèn báo luôn, sôi cực kỳ là nhanh nhá. Sôi cực kỳ là nhanh luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Mã sản phẩm tiếp theo cũng là một cái đồ về đồ điện nhá. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái chõ đồ sôi nhá. Đấy. Chõ đồ sôi đây. Thì con này thì hôm nay hàng về giá cũng rất là tốt luôn. Đó. Con này thì bên shop đang bán là 170.000, hôm nay thì về cho bác giá chỉ còn 160.000 thôi. Chõ đồ sôi nhá. Con này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đấy, đây. Đấy. Cũng rất là ngon luôn. Lên mã cho em là chõ đồ sôi nhá, đây. Con này thì công suất của nó sẽ là 600W, 18 sen, điện 220V, 50Hz. Con này thì dung tích của nó chắc là nó vào khoảng là đường kính của nó thì 18 cm rồi, còn dung tích của nó thì nó cũng đâu đó vào khoảng là hơn 1 lít gì đó nhá, hơn 1 lít gì đó. Đây. Con này thì ưu điểm của nó sẽ có thêm một cái khay hấp nữa. So với cái nồi lẩu mini thì con này nó sẽ có thêm một cái khay hấp nữa thôi. Nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn cái nồi lẩu mini các bác nhá. Bên em đang bán cả hai mẫu, có cả cái mẫu nồi lẩu mini nữa các bạn. Đấy. Thì các bác xem kỹ mã hàng, tên hàng để tránh cái việc là nhầm lẫn nhá, nhầm lẫn. Đấy. Tránh cái việc là nhầm lẫn gửi đi gửi về mất công. Đấy. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho gái tí nhá, các anh chị nhá. Đó. Ở đây thì nó sẽ có hai công tắc các bạn này. Đấy. Nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy, số 1 và số 2 tùy theo các bác điều chỉnh thôi. Con này thì cũng chỉ có 30 giây là nó sẽ sôi luôn anh trai nhá. Đấy, anh trai nhá. 30 giây là sôi luôn. Anh ơi. Giá thì các bác lên mã cho em là chõ đồ sôi nhé. Con này thì lên tên cho em là chõ đồ sôi, em đang cắm test thử cho bác đấy. Chõ đồ sôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170, hôm nay về cho bác giá 160. Chõ đồ sôi này. Đó, chõ đồ sôi. Đấy, chõ đồ sôi nhá. Đấy, con này nó có cả cái khay hấp như này mà. Cho nên là em gọi là chõ đồ sôi. Đấy, sôi luôn các bác này. Đấy, sôi luôn đây các bác này. Đấy, các bác trông chưa? Đấy, sôi ủng ục luôn nhá. Chõ đồ sôi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 170k, về cho bác giá chỉ còn là 160k cho con chõ đồ sôi này thôi nhá. 160k cho con chõ đồ sôi này thôi. Công suất của nó sẽ là 600W và sử dụng điện 220V nhá, 220V. Đó. Đấy, thông số rất là rõ luôn nhá. Sôi ủng ục luôn các bác này. Đấy. Con này các bác có thể dùng để đồ sôi này, hấp bánh bao này, ăn lẩu này. Đấy, nấu mì này rất là đa di năng luôn, sẽ có một cái khay hấp như này các bác này. Đấy. Rất là tiện dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là hợp lý luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là chõ đồ sôi nhá, chõ đồ sôi. Giá thì chỉ có cho các bác là một con chõ đồ sôi như này.
giá của nó sẽ là 160.000. 160.000 cho con chõ đồ xôi như này các bác nhá, 160.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái bình xịt chống thấm nhá. Đấy. Các bác lên cho em là xịt chống thấm, biết thế chả nói ra thì sao. Đấy. Lên cho em là xịt chống thấm. Giá thì bên shop đang gửi tới bao nhiêu nhỉ? Xịt chống thấm nhá. Đó. Giá của nó sẽ là 50k cho con bình xịt chống thấm như này. 50k nhá, 50k cho con bình xịt chống thấm như này. Con này thì nó sẽ là một cái dạng mà các cái tinh thể cao su non nhá. Đây em xịt đi cho các bác xem này. Đấy. Xịt đi các bác xem. Đấy. Các bác trước khi xịt thì lắc đều lên cho em nhé, lắc đều cho em này. Đấy. Nó sẽ là các cái tinh thể cao su non như này. Lưu ý các bác xịt thì lắc đều lên cho em. Đó. Thì nó sẽ thẩm thấu vào các cái phần bị đây. Các cái bề mặt mà nó bị nứt này, bị nứt, bị thấm rột các bác nhá. Thì các bác trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em. Đây cái này em chưa lắc đều cho nên là nó sẽ không ra được các cái phân tử đều của nó nhá. Các bác lắc đều lên cho em. Đó. Lắc thật kỹ lên các bác nhá. Đấy, lắc thật kỹ lên để cho nó ra được các cái đẩy lên ra được các cái phân tử của nó nhá. Đấy đây con này. Đấy. Lắc kỹ lên cho em là ok nhá. Đấy, các bác cứ lắc kỹ lên. Đấy, thì nó sẽ ra cho các bác các cái phân tử để các bác xịt nhá. Đó. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một chai xịt chống thấm như này. Đấy. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác. Bình xịt chống thấm rột nano được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống đóng mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh và các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác. Bình xịt chống thấm rột nano được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống đóng mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh và các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ. Đấy, chịu nhiệt lên tới 80 độ luôn các bác nhá. Lên cho em là xịt chống thấm nhá. Giá thì chỉ có 50k cho một cái bình này thôi. Mùa này bắt đầu vào mùa mưa rồi. Các bác sửa sang nhà cửa xịt cho nó khỏi bị thấm rột nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái lô đó là cái khóa số 2 vòng nhá. Đấy, khóa số 2 vòng. Khóa số 2 vòng đây. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k cho một con như này nhá. Đấy, 100.000 cho một con khóa số 2 vòng như này. Con này thì nó rất là tiện dụng các bác. Bên trong của nó thì đều là bằng lõi thép hết nhá. Mật khẩu thì bên shop vẫn đang để mặc định cho các bác là 4 số 0 nhá. Còn về nhà thì các bác đổi mật khẩu thì các bác nhớ mật khẩu để tránh cái việc là quên mất mật khẩu nhá. Đấy. Mật khẩu bên em thì bao giờ cũng mặc định là 4 số 0, một con khóa số 2 vòng như này. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình nhá. Đó. Khi đổi mật khẩu thì các bác chỉ cần là xoay cái này đi cho em này, có cái lẫy này, có cái lẫy ở bên cái phần đầu cho khóa vào này. Cái đầu chống này. Đấy, các bác xoay cái này đi, sau đó thì đổi mật khẩu, sau đó các bác xoay trở lại nhá. Xoay cái lẫy này đi, xoay theo chiều kim đồng hồ, đổi mật khẩu, xoay lại, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá. Có lên cho em là khóa số 2 vòng nhá, khóa số 2 vòng. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Lên cho em là khóa 2 vòng nhá, khóa 2 vòng. Đó, khóa số 2 vòng nhá. Khóa dây 2 vòng này. Khóa dây 2 vòng. Giá của nó sẽ là 100k cho một em này nhá, 100k cho một em khóa dây 2 vòng như này. Đó, khóa dây 2 vòng, giá sẽ là 100k. Con này tí nó nhỏ nhưng mà nó rất là gọn gàng, ở bên trong của nó đều là bằng dây thép hết nhá, dây thép. Thép của nó là dạng thép sợi kép ấy, nó rất là nhiều các cái sợi thép khác nhau. Cho nên nó rất là dai luôn, rất dai luôn nhá. Đó, rất dai luôn. Đấy. Thì giá chỉ 100k thôi. Đây nhá, cái keo tôn em vừa xịt thế này. Đấy, nó sẽ khô dần đi nhá. Và nó sẽ lấp vào các cái phần bề mặt bị nứt, bị trầu rột nhá, là nó sẽ phủ hết luôn, che cho các bác khỏi bị rột, khỏi bị thấm. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác cái keo dán tôn này. Đấy, keo dán tôn này thì cũng rất là đa di năng luôn. Các bác có thể dán ở trên mái ngói, mái tôn, rồi trên tường, trên các cái trần nhà đều ok hết nhá. Các bác lên cho em là keo 10 nhá, bản của nó sẽ là 10 cm. Đấy, lên cho em là keo 10 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một quận như này thôi. 40k cho một quận keo 10 như này.
Con này thì cũng rất là hợp lý luôn đó. Các bác có thể dán được trên mọi bề mặt và trên mọi chất liệu, kể cả bề mặt đang có nước nhé, các bác dán nó cũng ăn hết luôn. Đấy, cái này độ bám dính của nó rất là tốt. Lên cho em là keo 10, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 40k. Rồi, ok các bác. Đầu tiên em lên cho bác đó là cái lô dao dọc giấy nhá, bên shop về số lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Đấy. Con này thì hàng rất đẹp luôn và giá rất tốt các bác nhá. Đấy, đây. Con này của nó thì thay lưỡi thì rất dễ dàng, là các bác chỉ cần rút ra như này, sau đó thì mình đẩy ra mình thay thôi. Đó. Rút cái này ra, đẩy ra thay, rất đơn giản thôi. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Có các màu xanh, đỏ, tím, vàng, bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, gửi ngẫu nhiên cho các bác, giá rất tốt cho bác luôn. Đây mã giúp cho em là dao dọc giấy nhá. Bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 15k một chiếc nhá. 15k cho một cái như này. Đấy, các bác nào lấy từ hai cái thì giá của nó sẽ là 25.000. Hai cái thì sẽ là 25k nhé, hai là cái sẽ là 25k. Còn lại bác nào lấy từ 5 cái trở lên thì bên em tính cho các bác là 10.000 một chiếc. Đấy, nếu từ 5 cái thì sẽ là 50k nhé, 5 cái là bằng 50k thôi nhé. Đó. Nó sẽ có biểu cho các bác là một cái là 15.000, hai cái là 25.000 và 5 cái thì nhân cho các bác cái giá là 50.000, tức là chỉ mất có 10.000 chiếc này thôi. Đấy. 50.000 cho 5 cái thôi nhá, 50.000 cho 5 cái tức là tính 10.000 cái này thôi. Rất là ngon luôn, dao đã có lưỡi thay liếc thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Giá chỉ có 10k thôi nếu như các bác lấy từ 5 cái trở lên. Còn lấy lẻ sẽ là 15.000 một chiếc này, lấy lẻ là 15.000 một chiếc nhá. Còn bác nào lấy combo 5 chiếc thì giá của nó sẽ là 50.000, còn combo 2 chiếc thì giá sẽ là 25.000. Tức là 2 chiếc thì vào có 12-13.000 một chiếc thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Lên mã cho em là dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy hàng bãi về số lượng giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó, nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái loa trong này. Đó là cái thước rút tự hãm nhá. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là dòng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, rút ra nó tự hãm này, rút ra tự hãm rất là tuyệt vời nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ. Giá rất tốt cho bác luôn. Thước rút tự hãm này, đó, rút ra nó tự hãm các nhá. Rút ra tự hãm, rút ra tự hãm này, rất là tiện luôn. Đấy, rút ra tự hãm này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là thước rút tự hãm nhá. Một con thước rút tự hãm như này hàng của Nhật này. Đây. Đấy, Japan các nhá. Bên em sẽ có là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m các nhá. Đấy, 5m rưỡi, 7m rưỡi và 10m. Ưu điểm của con này là nó sẽ rút ra nó tự hãm, cho nên là các bác dùng nó rất là tiện. Rút ra nó tự hãm như này. Đấy, rút ra tự hãm này cho nên dùng nó rất là sướng các bác. Rất sướng và tiện luôn. Đó, giá thì rất tốt nhá. Đấy. Con thước con thước 5m thì giá sẽ là 40k các nhá. Đấy, 5m. Đây. 5m, 5m thì nó sẽ là bằng 40.000. Đó, 40k. Đấy, 7,5m thì nó sẽ là bằng 50k nhá, 50k. Và 10m thì nó sẽ là bằng 60k. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Chỉ có 450.000 cho một con thước như này thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Bây giờ các bác đi ra cửa hàng mà mua một con thước vớ vẩn cũng phải mất 340.000 rồi. Đó, mà nó không phải là cái dòng tự hãm như này. Dòng tự hãm này thì nó rất là tiện nhá. Đấy. Bản của nó đều là bản 2 phân với 2 phân rưỡi hết, bản to nhá, số to rõ ràng luôn các bác, số to rõ ràng luôn, dùng rất là thích. Đấy, ưu điểm của con này nó rút ra nó tự hãm thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, rất tiện này. Rút ra tự hãm này, rút ra tự hãm rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất tốt luôn. Đây, hàng của Nhật đây, Japan con này. Đó, giá rất tốt luôn. Đấy, con 5m thì sẽ là 40k, 7m rưỡi là 50.000 và 10m là 60k nhá. Đấy, các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Giá thì nói chung là giá rất là tốt rồi. Đây, con 10m này các bác này. Đấy, con thước 10m này các bác nhá. 10m. Đấy, rất chất lượng các bác luôn. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đấy, thước rất là cứng. Đấy, thước rất là cứng luôn, các bác có thể đo xa được. Đo xa mà không sợ bị gập thước nhá. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thước rút tự hãm nhá, thước rút tự hãm. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút rửa bát nhá. Coi lên trên là hút rửa bát. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 100k cho con hút rửa bát như này. Đấy. 100.000. Bộ của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là dây ống hút này, một đầu vòi này, gioăng giếc các thứ cẩn thận này. Khi các bác ấn này thì cái nước rửa bát nó sẽ phọt lên nhá. Đấy. Lên cho em là hút rửa bát nhá. Đây em sẽ có cái video xem cái video lắp đặt thực tế luôn. Con này thì nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Lên mã giúp cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát. Đấy. Hút rửa bát, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k cho một cái bộ hút rửa bát như này. Rất là tiện. Nhà nào thì cũng cần phải dùng đến cái vòi hút rửa bát như này nhá. Để mà dùng các bác, nó rất là tiện luôn. Quá. Đây các bác. Rồi lại còn đi mua can dầu 5 lít đổ sang các chai nhỏ để dùng dần. Quá bất tiện, vừa bộn và mất công. Lắp bộ hút này có phải gọn gàng và tiện nghi hơn không? Chỗ có cái lỗ này mà các bác để không thì uổng quá. Rồi lại còn đi mua can dầu 5 lít đổ sang các chai nhỏ để dùng dần. Quá bất tiện, vừa bộn và mất công. Lắp bộ hút này có phải gọn gàng và tiện nghi hơn không? Chỗ có cái lỗ này mà các bác để không thì uổng quá. Rồi lại còn đi mua can dầu 5 lít đổ sang các chai nhỏ để dùng dần. Quá bất tiện. Đấy, rất là ngon các bác nhé. Đó. Đây các bác này. Đấy. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào là xong thôi. Đấy. Đấy.
bộ của nó này các bác tháo và lắp vào. Đó, cho vào xuống chai to, thế là ấn ra là dùng thôi, rất tiện luôn. Lên trên hút rửa bát nhé, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 100k cho cái bộ hút rửa bát này. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái nước hoa Dubai nhé. Bác lên trên là nước hoa Dubai. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây, hàng made in Dubai con này. Đấy. Lên mã xem là nước hoa Dubai. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Một cái bộ nước hoa chiết như này. Đây, made in Dubai này. Đấy, bao gồm cho bác là 1 2 3 4 5 chai. Dòng này là nước hoa chiết nhá, nó rất là nhỏ thôi. Đấy, nó chỉ bằng đầu ngón tay này thôi con. Đấy, nó chỉ bằng đầu ngón tay cái này thôi. Rất nhỏ. Nhưng mà cái bộ sản phẩm này của nó thì nó lại được những 5 lọ cơ, được những 5 lọ nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau và cũng rất là thơm luôn. 1 2 3 4 5. 5 lọ 5 mùi hương khác nhau các bác nhá. Lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Đấy, em đang bán là 100k, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho một hộp như này thôi. 60k cho một hộp bao gồm là 1 2 3 4 5 lọ như này. Lên mã giúp cho em là nước hoa Dubai nhá. Đây, hàng made in Dubai các bác này. Lên cho em là nước hoa Dubai. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60k cho một vỉ như này nhá. 60k cho một hộp 5 lọ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là máy trà bếp nhá. Đấy, một con máy trà bếp như này, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một thân máy này, rồi các cái đầu bàn chải khác nhau này, rồi một dây sạc nhá. Có dây sạc đây các bác cắm sạc vào đít, các bác xoáy cái đít ra cắm sạc vào cho em. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các nhá. Đó, chạy rất là khỏe luôn. Lên cho em là máy trà bếp nhá, máy trà bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới quý các bác anh chị giá cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, một con máy trà bếp như này. Con này dùng thì siêu tiện dụng và giá rất hợp lý cho anh em các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn các bạn. Đó. Lên cho em là máy trà bếp. Ở đây thì nó sẽ có cả cái này để các bác dán vào tường nhá. Dán vào tường để mình để này, đầu bông này, rồi đầu mút này để các bác sử dụng. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác nhá. Đấy, các bác có thì kỳ cọ bếp này, thảm này, rồi là trên bàn bếp ga, rồi nói chung là đường ống cống rãnh nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nói chung là được hết luôn. Đấy, bộ sản phẩm của nó thì nó rất là nhiều các chi tiết như này. Đấy. Về nhà các bác sử dụng này. Đấy. Cọ thảm này, cọ bếp ga này. Đấy, rồi các cái vị trí nữa rất là tiện dụng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, lên cho em là máy trà bếp. Giá thì chỉ có 100k cho con máy trà bếp này thôi nhé. Đấy, 100.000. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy trà bếp, giá chỉ có 100k thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Máy trà bếp này, đó. Máy trà bếp, giá của nó sẽ là 100k nhé. 100k cho con máy trà bếp như này. Giá 100.000, giá siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là máy trà bếp, giá 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ sản phẩm đó là cái bộ bộ khẩu hộp đỏ nhé, bộ khẩu hộp đỏ. Đây, bộ này của nó thì rất bao gồm rất là nhiều chi tiết nhé. Đấy, bộ này rất nhiều chi tiết các bác luôn. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ khẩu hộp đỏ như này. Lên trên là bộ khẩu hộp đỏ, giá sẽ là 450k và bao ship nhé. Đấy, bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là khẩu từ 8 đến 32 nhé. Khẩu từ 8 đến 32. Một tay công này. Một tay công tay này thì giúp cho các bác xoáy nhanh luôn nhé. Một tay xoáy nhanh. Đó. Con này thì nó sẽ có cho các bác cả tay nối dài đây. Các bác có thể nối dài bằng con này. Đây, nối dài vào đây. Đấy, để các bác sử dụng này. Tay nối dài này. Đấy. Một tay công, một tay nối dài này. Hoặc là các bác có thể dùng qua cái con tay công này. Đây, con này con công thẳng này. Đấy, con công thẳng con này. Đấy. Con này con công thẳng này. Các bác dùng qua con này cũng được. Nó rất là tiện luôn. Đây. Đấy, qua con công thẳng như này. Qua con công thẳng này rất là tiện con này. Đấy, con này nó sẽ có tay công nối cho bác. Hoặc con công vuông như này nhá. Con công vuông như này. Đấy, nói chung là nó rất là nhiều các cái phần đầu nối để các bác có thể sử dụng này. Đấy, công vuông như này. Nói chung là con này rất là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000. Đấy, lên cho em là bộ khẩu hộp đỏ nhá. Đấy. Khẩu hộp đỏ, giá của nó sẽ là 450.000. Đấy, bộ khẩu hộp đỏ, bộ khẩu này. Đấy. Bộ khẩu hộp đỏ. Hộp đỏ, giá của nó sẽ là 450k. 450k cho một cái bộ khẩu hộp đỏ nhé. Đấy, lên trên là bộ khẩu hộp đỏ, giá sẽ là 450k nhé. 450k cho mấy cái bộ khẩu hộp đỏ như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó, giá siêu tốt cho bác luôn. Hộp nó màu đỏ này nhé. Lên mã cho em là bộ khẩu hộp đỏ. Giá sẽ là 450.000 và bao ship tới tận nhà cho các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, cho nên là các bác cứ xem đủ 200 là đơn hàng đủ 200 là bên em sẽ bao ship thôi. Đủ 200 bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực tốt luôn. Lên mã cho em là khẩu hộp đỏ nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là bếp ga mini nhá. Đấy, bếp ga mini. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho cái con bếp ga mini này. Đấy. Lên mã cho em là bếp ga mini, giá của nó sẽ là 110k. Đấy, con này thì nó rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình thôi nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đây.
Đấy, con này thì các bác có thể dùng trong gia đình này, hoặc là mang đi du lịch, đi picnic, đi chơi. Đấy, hoặc đi động được, rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhé. Đấy, rất dày dẫn và chắc chắn. Xếp cái thước vào đây, nhẹ nhàng. Đây, đấy, con này nó sẽ có hệ thống đánh lửa tự động nhé. Đánh lửa tự động con này. Đấy, đánh lửa tự động như này. Đấy, đánh lửa tự động. Các bác nhé, đánh lửa tự động rất là tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là chân có thể gấp gọn này. Chân có thể gấp gọn này các bác nhé. Đấy, chân có thể gấp gọn này. Đấy, chân có thể gấp gọn như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. 110.000 cho con bếp ga mini như này nhá. Đấy, các bác lên trên là bếp ga mini. Giá của nó sẽ là 110k. Đấy, con này hàng cực kỳ dày dẫn nó chắc chắn luôn. Các cái phần dẫn ga này đều bằng đồng hết nhá. Dẫn ga bằng đồng hết này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. Giá thì cực tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bếp ga mini nhá. Đó, bếp ga mini. Bếp ga mini. Giá bên shop đang gửi tới bác 110k cho con bếp ga mini này. Đó, 110.000 cho con bếp ga mini thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái